Hồi 141, bốn phe câu kết chia thiên hạ. Dương giật chi nghe tiếng vi tiểu bảo hô đột nhiên muốn ngồi nhỏm dậy, nhưng người y vừa ngóc lên lại té xuống liền. Quần hùng nhìn thấy thảm trạng của Dương giật chi đều nảy lòng phẫn khích, bụng bảo giả tên này làm chó săn cho hán gian, đáng lý chẳng có chi phải thương tiếc. Nhưng cha con ngô tam quế đối với kẻ thuộc hạ trung thành mà hạ độc thù như vậy thì lòng dạ hiểm ác của hắn đến mực nào, không cần hỏi cũng biết vì tiểu bảo lau ráo nước mắt, chân tĩnh tâm thần, bật lên chàng cười ha hà chạy đến sảnh đường nói, thật là thú quá, gã thấy những kép hát trên sân khấu đều đứng ngẩn ra không cử động. Vì tiểu bảo vừa về tới, chuông trống lại nổi lên. Đào kép tiếp tục diễn vở, trùng húc giá muội nguyên gã rời sảnh đường đi vào phía trong, ngô ứng hùng liền ra lệnh cho ban hát dừng lại, chờ gã trở về mới được diễn tiếp, để gã khỏi bỏ mất một đoạn. Vì tiểu bảo nhìn ngô ứng hùng ngỏ lời xin lỗi. Gã nói tiếp công chúa biết phò mã đến đây dự yến nên kêu tại hạ vào hỏi tỉ mỉ tướng mạo cùng tính tình phò mã thế nào. Ngày thường phò mã thích mặc y phục gì cùng ăn uống những món nào. Vì phải hầu chuyện công chúa lâu quá, khiến tiểu vương gia mất công chờ đợi. Ngô ứng hùng mừng rỡ khôn xiết, luôn miệng đáp không hề gì, không hề gì, tàn hát, ngô ứng hùng từ biệt đi rồi, vì tiểu bảo trở về xương phòng chẳng thấy quần hùng thiên địa hội đâu. Gã hỏi ra mới biết họ ra ngoài hết rồi. Trong lòng rất lấy làm kỳ, gã không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vì tiểu bảo ngồi chờ tới đêm khuya mới thấy quần hùng trở về. Họ lại bắt thêm một người đến, nguyên bọn từ thiên duyên tra hỏi khẩu công dương nhất phong. Được biết ngô tam quế sở dĩ hành hạ dương giật chi như vậy. Một là vì hắn nghi ngờ y đã kết giao với vi tiểu bảo, bày mưu bội phản họ ngô hai là hắn có mối liên quan với vương tử Cát Nhĩ Đan xứ Mông Cổ. Mấy năm gần đây Cát Nhĩ Đan giao tình mật thiết với Ngô Tam Quế. Hai bên thường thường qua lại đưa tặng lễ vật, mới đây Cát Nhĩ Đan lại phái sứ giả đem đổ biếu đến Côn Minh. Lão sứ giả tên gọi hãn thiếp ma trò chuyện với Ngô Tam Quế mấy ngày rồi không hiểu tại sao Dương Giật Chi biết hết nội tình. Dường như gã đưa lời can gián lên Ngô Tam Quế khiến hắn nổi giận. Dương Nhất Phong quan chức nhỏ mọn, không hiểu nội vụ một cách tường tận, chỉ được nghe ở bọn vệ sĩ của Ngô Tam Quế kể lại mấy câu. Bây giờ lão bị quần hùng thiên địa hội khảo đà phải phun ra hết, chẳng dám giấu giếm điều gì. Quần hùng thương nghị cùng nhau, đã không làm thì thôi mà đã làm thì phải cho đến nơi. Họ gan liền giả mạo làm bọn tùy tùng thân tín của Ngô Tam Quế cho đến cùng, chứ không chịu bỏ giờ. Họ lại bắt luôn cả hãn thiếp ma đem về. Khi Vi tiểu bảo ở chùa Thiếu Lâm đã gặp vương tử Cát Nhĩ Đan là người kiêu ngạo ngang ngược. Hắn sai bộ thuộc phóng phi tiêu vào Vi tiểu bảo, nếu gã không có bảo y hộ thân thì đã mất mạng rồi. Gã nghĩ tới chủ đã tàn ác như vậy thì sứ giả của hắn quyết chẳng phải là người tử tế. Gã lại thấy Hãn Thiếp Ma lối ngoài 50 tuổi với tròm râu màu vàng lợt, mục quang láo liên không ngớt, hiển nhiên là một tay rào hoạt. Vi tiểu bảo nói, đưa hắn sang coi Dương Đại ca. Mã ngạn siêu giả một tiếng rồi đẩy hãn thiếp ma qua phòng bên cạnh. Bỗng nghe hãn thiếp ma kêu to lên một tiếng, thanh âm đầy vẻ khủng cụ, vì ngó thấy thảm trạng của dương giật chi, hắn sợ quá chẳng còn hồn vía nào nữa. Mã ngạn siêu lại lôi hãn thiếp ma trở về xương phòng. Người hắn run bần bật, mặt không còn chút huyết sắc. Vì tiểu bào hỏi vừa rồi ngươi đã nhìn thấy người đó chưa? Hãn thiếp ma gật đầu luôn mấy cái. Vì tiểu bảo nói tiếp ta đã hỏi người đó, hắn trả lời cũng thành thực, nhưng có mấy câu lừa dối. Ta đã lập ra một thứ lề luật, ai nói dối một câu là bị chặt một chân, lừa dối hai câu thì bị chặt hai chân. Anh em thử đếm coi hắn đã nói dối mấy câu, mã ngạn siêu đáp hắn đã nói dối bảy câu. Vì tiểu bảo lắc đầu nói, hỡi ơi, hắn nói dối nhiều quá, nên bị chặt hai chân hai tay, móc hai tròng mắt và cắt đầu lưỡi gã rút đao chùy thủ ra cúi xuống khẽ ché một nhát, chặt đứt một cái chân ghế. Gã cầm chân ghế vung lên làm đồ chơi và cười hỏi, lưỡi đao này của ta chặt chân tay rất tầy tận, chứ không nham nhở chút nào. Người có muốn thử không? Hãn thiếp ma run sợ đáp, đại, đại nhân có điều gì xin cứ hỏi, tiểu nhân, tiểu nhân, không dám nói dối nửa lời. Vì tiểu bảo hỏi, hay lắm, Bình Tây Vương bảo ta hỏi ngươi coi những lời ngươi đã nói với vương gia là chân hay giả. Có mấy câu trá ngụy, hãn thiếp ma đáp xin đại nhân minh xét cho, tiểu nhân, tiểu nhân khi nào dám lừa gạt vương gia. Những câu tiểu nhân, nói, hoàn toàn là sự thực, chẳng có một lời dối trá. Vì tiểu bảo lắc đầu nói, vương gia không tin ngươi được, lão nhân gia bảo bọn người mông cổ các ngươi xảo quyệt vô cùng. Những câu nói thường thường không đáng kể, vì các ngươi nói rồi lại chối cãi nét mặt hãn thiếp ma lập tức ra chiều phẫn nộ lại có ý kiêu ngạo đáp bọn tại hạ là con cháu thành cát tư hãn trước nay nói sao có vậy một là một hai là hai vì tiểu bảo gật đầu ngắt lời đúng thế nói ba là ba nói bốn là bốn hãn thiếp ma giật mình kinh hãi tuy hắn nói tiếng hán rất lưu loát nhưng những thổ âm thành ngữ chỉ biết có giới hạn mà thôi hắn không hiểu vì tiểu bảo nói hai câu này là để nhại hắn làm trò cười, hay còn ám chỉ điều chi khác nữa. Trong lúc nhất thời hắn ngẩn người ra, không biết trả lời thế nào. Vì tiểu bảo xa sầm nét mặt hỏi, người có biết ta là ai không? Hãn thiếp ma đã tại hạ không rõ, vì tiểu bảo nói, người thử đoán coi, hãn thiếp ma thấy khu an phụ viên quy mô rộng lớn, đền đài tráng lệ. Vì tiểu bảo tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã mặc sắc phục võ quan vào hàng nhất phẩm, ngoài khoác áo choàng màu vàng đầu đội mũ có hai hạt ngọc đỏ như hai mắt con công đúng là một đại quan quý hiền tại triều đình nên biết chức phó đô thống kiêu kỵ doanh tuy mới là võ quan vào hàng nhị phẩm nhưng gã đã được phong tước tử thì sắc phục theo hàng võ quan nhất phẩm và được hoàng thượng ban ơn ngoài khoác áo choàng màu vàng đó là một điều vinh hiển đặc biệt hãn thiếp ma tâm tư rất linh mẫn bụng bảo giả thằng lòi này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã làm đến quan lớn Chắc là gã được nhờ phúc ấm của phụ thân. Trong thành côn minh, ngoài Bình Tây Thân Vương ra còn ai là người thanh thế nhường này? Hơn nữa bọn thuộc hạ thân tín của Bình Tây Vương đối với gã lại tỏ ra cực kỳ cung kính. Phải rồi, nhất định gã là nhân vật này. Hắn liền kính cẩn đáp tiểu nhân có mắt không tròng, té ra đại nhân là tiểu công tử của Bình Tây Thân Vương. Vì tiểu bảo nghe gã đoán vậy không khỏi ngạc nhiên, mắng thầm, còn mẹ nó nó nói gì mà kỳ vậy? Rồi gã tự nhủ, thằng cha này bảo ta là công tử của lão con rùa đại hán gian. Nếu vậy thì lão gia há chẳng biến thành con rùa nhỏ tiểu hán gian. Gã chợt động tâm linh, nổi lên chàng cười khanh khách rồi nói, tôn sứ quả là người thông minh vô cùng. Thảo nào cắt nhĩ đan vương tử phái tôn sứ đi công cán công chuyện lớn lao này. Quý vương tử có mối giao tình khá mật thiết với tài hạ hắn liền kể tướng mạo và phục sức của cát nhĩ đan tuyệt không có chỗ nào sai chật và nói tiếp hôm đó tại hạ và quý vương tử bàn luận võ công lão nhân gia đã trổ mấy chiêu thức cực kỳ cao minh gã liền biểu diễn những chiêu thức mà cát nhĩ đan đã sử dụng hôm gặp ở chùa thiếu lâm hãn thiếp ma cả mừng liền dâng lời vấn an và nói tiểu vương gia đã là chỗ bằng hữu thâm giao với vương tử của tiểu nhân thì đã thành người một nhà rồi vì tiểu bảo hỏi quý vương tử vẫn bình yên chứ hồi này lão nhân gia còn ở chung một nơi với xương tề lạt ma ở Tây Tạng không? Hãn thiếp ma đáp hiện nay xương tề lạt ma vẫn là tân khách ở vương phủ tệ xứ. Vì tiểu bảo gật đầu nói, thế thì đúng rồi, gã chợt nhớ ra điều gì vội hỏi, còn một vị cô nương người Hán thường mặc áo màu lam tên gọi A Kỳ, nay có ở trong quý vương phủ không? Hãn thiếp ma chố cặp mắt thao láo lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng đáp, té ra, té ra tiểu vương gia biết cả chuyện này rồi. Quả nhiên, quả nhiên tiểu nhân có điều lầm lỗi, xin tiểu vương gia khoan miễn cho, vì tiểu bảo buột miệng đoán càn không ngờ lại trúng hết. Gã rất lấy làm đắc ý cười ha hả nói, vương tử của Tôn sứ chẳng giấu giếm tại hạ điều gì. A à, kỳ cô nương giao hảo với quý vương tử, sư muội của cô là a à, kha cô nương lại rất thân tình với tại hạ. Chúng ta chẳng phải là người một nhà thì còn là gì nữa? Ha ha hai người nhìn nhau cả cười không còn chuyện khách sáo chi nữa vì tiểu bảo hỏi phụ vương bảo tại hạ hỏi lại tôn sứ những điều mà tôn sứ đã trình bày với phụ vương của tại hạ có đúng là chân tâm thành ý không hay còn âm mưu nào khác hãn thiếp ma hỏi lại tiểu vương gia tiểu vương gia đã là chỗ thân tình với vương tử của tiểu nhân mà sao còn có dạ hoài nghi vì tiểu bảo đáp phụ vương của tại hạ bảo một người đã nói dối thì khi nói lại lần thứ hai thế nào cũng có điểm bất đồng với lần thứ nhất. Câu chuyện này quan hệ trọng đại vô cùng, nếu không thận trọng thì hết thảy mọi người sẽ lâm vào tình trạng cực kỳ thảm hại. Vì thế nên tại hạ yêu cầu tôn sứ nói lại từ đầu đến cuối những điều mà tôn sứ đã nói với tệ phụ vương để thử coi có chỗ nào không giống như in như lần trước chăng. Gã dừng lại một chút rồi cất giọng ôn tồn hơn, hãn thiếp ma lão huynh, chẳng phải tiểu đệ không tín nhiệm quý vương tử đây bất quá là vì tiểu đệ mới gặp lão huynh lần đông, chưa hiểu rõ ruột gan nhau mà phải hỏi lại cho cặn kẽ. mong lão huynh đừng trách. hãn thiếp ma đác đó nguyên là một sự cần thiết, nếu để vụ này tiết lộ ra ngoài là lập tức phải họa sát thân. bình tây vương hành động thận trọng như vậy là rất hợp lý. xin tiểu vương gia bẩm lại vương gia, sau khi bốn nhà chúng ta kết minh với nhau, rồi sẽ nhất tề gia quân chia tư thiên hạ cõi Giang Sơn ở Trung Nguyên nhất định thuộc về một mình vương gia. Còn đâu thì ba nhà chia nhau, quyết không có sự ghen tị để xảy biến cố. Vì tiểu bảo nghe hãn thiếp ma nói, bốn nước cùng khởi binh để phân chia thiên hạ thì không khỏi giật mình kinh hãi tự hỏi, không hiểu bốn nước là những nước nào. Nếu ta hỏi lại hắn thì tỏ ra mình chẳng biết cóc gì và cơ mưu sẽ bị bại lộ. Gã cười hì hì hỏi, vụ này tại hạ đã thương nghị với quý vương tử mấy lần rồi. Có điều sau khi thành sự, thiên hạ sẽ phân chia theo cách nào thì nói qua nói lại vẫn chưa rõ rệt. Lần này quý vương tử bảo sao? Hãn thiếp ma đáp theo lời vương tử của tại hạ thì lão nhân gia quyết chẳng có ý gì tranh chiếm phần hơn. Có điều liên lạc được với nước la sát cùng xuất binh thì. Vì tiểu bảo nghe nói tới nước la sát cũng xuất quân, bất giác gã ngấm ngầm run sợ. Hãn thiếp ma nói tiếp tệ vương tử phải cực kỳ vất vả mới thuyết phục được. Hỏa gà của nước la sát ghê gớm vô cùng họ đã nổ súng thì quân thanh chẳng thể nào kháng cự nổi. Được nước la sát ưng thuận gia quân là đại sự nhất định phải thành tựu. Một khi Bình Tây Vương lên làm đại hoàng đế Trung Quốc, tiểu vương gia cũng trở nên thân vương điện hạ. Nguyên nước la sát tức là nước Nga La Tư, người nước này tóc vàng mắt biếc, tướng mạo khác thường. Người Trung Quốc coi họ như quỷ sứ, trong kinh Phật dùng từ ngữ la sát để trò những loài ác quỷ vì thế mà thời bấy giờ người ta gọi nga la tư là nước la sát trong đời thuận trị hoàng đế quân kỵ binh của kha tát khắc nước la sát đã mấy phen giao phong với quân nhà thanh tuy họ đều bị thanh binh đánh đuổi nhưng quân thanh cũng bị tổn thương trầm trọng vì tiểu bảo tuy chẳng hiểu gì đến quốc gia đại sự nhưng gã ở hoàng cung đã từng được nghe nói binh tướng la sát cực kỳ tàn bạo hung hãn hỏa khí rất ghê gớm khó lòng chống nổi Bây giờ đã nghe hãn thiếp ma nói tới nước La Sát cũng xuất binh thì nghĩ thầm trong bụng, vụ này nguy to rồi. Tên gian tặc ngô tam quế quen trò bán nước, nay hắn câu kết với nước La Sát là một mối họa lớn cho quốc gia. Ta phải liệu về cho sớm tâu việc này đến tay tiểu hoàng đế, để ngài nghĩ biện pháp chống cự hỏa pháo của quân La Sát. Hồi 142, vì tiểu bảo giò la động tĩnh, hãn thiếp ma thấy vi tiểu bảo ngồi thư ra ngẫm nghĩ chẳng nói năng gì mặt lộ vẻ kém vui, liền hỏi, chẳng hay tiểu vương gia có điều chi chỉ giáo, vì tiểu bảo đứng dậy, miệng hầm hực, con mẹ nó, ta còn có có điều chi chỉ giáo, phụ vương có làm hoàng đế thì sau này ca ca ta lên thừa kế môi báu, ta bất quả là một tên thân vương điện hạ cũng chẳng thú gì. Hãn thiếp ma tỉnh ngộ tiến đến bên vi tiểu bảo khẽ đáp, vương tử của tiểu nhân đã là bạn thân của tiểu vương gia. Vậy tiểu nhân trở về sẽ trình bày ý nghĩ của tiểu vương gia với ngài là xong việc sau khi trình bày đại sự, xứ Mông Cổ và nước La Sát, thêm vào hoạt Phật ở Tây Tạng, cả ba nơi đều hết sức bênh vực tiểu vương gia thì, tiểu vương gia còn lo gì nữa? Vì tiểu bảo lẩm bẩm té ra bốn nước khởi binh là Mông Cổ, Tây Tạng, La Sát, và thêm vào Ngô Tam Quế. Gã làm bộ vui mừng nói, nếu cả ba nơi các vị thực lòng giúp sức thì dĩ nhiên ta có thể nắm được đại quyền. Khi đó ta nhất định đền đáp trọng hậu quyết chẳng khi nào quên tấm lòng tốt của tiểu huynh. Gã lấy trong bọc ra tập ngân phiếu một vạn lạng bạc đưa cho hãn thiếp ma và bảo hắn, đây là chút bạc vụn để lão huynh tiêu vặt trước. Hãn thiếp ma thấy vi tiểu bảo sử đối rộng rãi thì trong lòng mừng rỡ khôn xiết, liền cúi đầu bái tạ. Lúc trước hắn còn có chút nở vực, nhưng bây giờ thì tiêu tan hết rồi. Hắn yên trí tiểu vương gia này muốn tranh ngôi hoàng đế mai hậu với ca ca gã là ngô ứng hùng hắn ở giữa bị thóc chọc bị gạo là một mối lợi cho hắn. Vì tiểu bào hỏi, quý vương tử có nói đến sau khi thành sự, thiên hạ sẽ được phân chia cách nào không? Hãn thiếp ma đáp, phần giang sơn gấm vóc bao la ở trung nguyên dĩ nhiên đều của ngô gia. Đất Tây Xuyên và tỉnh Thanh Hải ca ực về Tây Tảng cho hoạt Phật. Hai miền Nam Bắc núi Thiên Sơn, Đông Tứ Minh, Tây Nhị Minh, đất Nội Mông và ba tỉnh sát Cáp Nhĩ, Nhiệt Hà tuy viễn thuộc về mông cổ của tệ vương tử vì tiểu bảo nói khu này rộng quá nhỉ nguyên gã chẳng biết phần đất này lớn nhỏ thế nào nhưng nghe hãn thiếp ma kể ra nhiều địa danh liền cho là phần đất của mông cổ rất rộng lớn hãn thiếp ma mỉm cười đáp xứ mông cổ của bọn tiểu nhân phải vì vương gia mà ra sức nhiều hơn hết thì có phần đất lớn hơn một tí cũng đáng lắm vì tiểu bảo gật đầu hỏi còn nước la sát phần nào hãn thiếp ma đác đại hoàng đế nước la sát nói là cương thổ của nước ngài với địa hạt của vương gia xin lấy sơn hải quan làm danh giới bọn họ quyết không bước chân vào phía trong quan ải bên ngoài sơn hải quan nguyên là danh giới của bon thát đát nước la sát chỉ chiếm phần đất người mãn châu quyết chẳng lấn vào trung quốc một tấc vì tiểu bào hỏi cách phân chia như vậy kể cũng công bằng quý vương tử chuẩn bị đến bao giờ xe khởi sự hãn thiếp ma đác đại sự này chủ trương ở nơi vương gia, còn ba nhà kia chỉ là hưởng ứng giáp công, vậy ngày ra quân hay nhất thiết mọi việc hoàn toàn ở nơi vương gia quyết định. Vì tiểu bảo hỏi, phụ vương tại hạ còn muốn biết đích xác khi bọn ta ra quân thì ba nơi các vị hưởng ứng bằng cách nào? Hãn thiếp ma đác vương gia bất tất phải quan tâm về điểm này, hễ đại quân của vương gia kéo ra khỏi Vân Nam, Quý Châu, thì đạo tinh binh của Mông Cổ bên tiểu nhân từ phương Tây kéo lại đoàn kỵ binh của Kha Tát khắc nước La Sát từ phương bắc kéo xuống, dĩ nhiên có cả đội pháo binh của nước này. Thế là Bắc Kinh bị hai mặt giáp công, kế đó lập tức tạng binh của Hoạt Phật Từ từ tây tạng kéo vào đánh lược châu, lại còn kỵ binh của Thần Long giáo. Vì Tiểu Bảo ồ lên một tiếng, hai tay vỗ đùi, hỏi xen vào công việc của Thần Long giáo, sao các vị cũng biết Hồng giáo chủ bảo sao? gã nghe tới thần long giáo cũng dinh líu vào cuộc đại âm mưu này trong lòng chấn động. Giọng nói phát run, hãn thiếp ma thấy vi tiểu bảo lộ về khác lạ liền hỏi, vương gia có đem chuyện thần long giáo nói với tiểu vương gia rồi ư? Vi tiểu bảo cười ha hà đáp, sao lại không nói, tại hà đã cùng hồng giáo chủ và hồng phu nhân đàm luận mấy lần. Tại hà còn gặp ngũ long sứ trong giáo này nữa là khác, tại hà cứ tưởng quý vương tử chưa biết việc đó hãn thiếp ma mỉm cười nói, hồng giáo chủ ở thần long giáo đã chịu sắc phong của đại hoàng đế nước La Sát. Vậy nước La Sát mà ra quân, dĩ nhiên thần long giáo phải hưởng ứng, trong tương lai bao nhiêu hải đảo ở Trung Quốc, gồm cả đảo Đài Loan và đảo Hải Nam đều thuộc quần hạ thần long giáo. Hắn ngừng một chút rồi tiếc, ngoài ra còn cảnh tịnh trung ở Phúc Kiến, thượng khả hỷ ở Quảng Đông cũng hưởng ứng công cuộc này như vậy thì thiên hạ của nhà mãn thanh còn gì mà không lọt vào tay vương gia vì tiểu bảo cười khanh khách nói tuyệt diệu thật là tuyệt diệu nhưng thực tình trong bụng gã la thầm hỏng bét thực là hỏng bét gã hãy còn nhỏ tuổi gặp việc bình thường thì gã dối trá không lộ chỗ nào sơ hở nhưng đụng phải quốc gia đại sự trong lòng không khỏi lo âu cho tiểu hoàng đế câu gã nói tuyệt diệu thật là tuyệt diệu nét mặt chẳng lộ vẻ hân hoan chút nào hãn thiếp ma là con người tinh quái hắn đã nhìn thấy vi tiểu bảo có mối tâm sự làm cho kém vui liền nói tiểu vương gia có mối giao tình mật thiết với vương tử của tiểu nhân mà ngay đối với chính tiểu nhân tiểu vương gia cũng có lòng hậu đãi tiểu nhân dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đáp nếu tiểu vương gia có chỗ nào nan dài thì xin nói rõ cho hay hoặc giả tiểu nhân có thể giúp đỡ thì muôn thác cũng chẳng từ nan vì tiểu bảo đã tại hạ đang nghĩ đến việc thiên hạ bị sâu xé thành nhiều mảnh thì sau này mình có lên làm hoàng đế cũng bị cảnh giang sơn chia năm xẻ bảy nên không được vui giả. Hãn thiếp ma lầm bẩm té ra gã lo âu về việc này nhưng cũng thật có lý. Liền khẽ nói, xin tiểu vương gia hãy minh xét đặng tính kế vẹn toàn, bất tất phải lo nghĩ. Sau này khi đại sự thành rồi thì hay hơn hết là trừ khử bọn cảnh tình chung, thượng khả hỉ, khổng tử trinh đi lúc đó tiểu vương gia có cần đến quân mông cổ giúp đỡ thì dĩ nhiên bọn tiểu nhân phải vì nghĩa khí mà hưởng ứng ngay vì tiểu bảo làm bộ hoan hỉ đáp đa tạ đa tạ vụ này tôn sứ nói cho cho vương tử nghe tôn sứ là một nhân vật tâm phúc rất thân tín của các nhĩ đan điện hạ vậy đã ưng thuận điều gì thì chẳng khác chính vương tử điện hạ hứa lời hãn thiếp ma cảm thấy hơi khó khăn cho mình nhưng lại nghĩ tới đây là việc về sau bây giờ cứ hứa bừa cũng chẳng hại gì hắn liền vỗ ngực nói, tiểu nhân nhất quyết gắng sức hết lòng vì tiểu vương gia, chẳng khi nào phụ lòng trông cậy. Vì tiểu bảo lại căn vặn hồi lâu, nhưng cũng không hỏi thêm dược gì nữa, liền nói, tôn sứ hay ở đây nghỉ ngơi, tại hạ về báo cho phụ vương hay. Gã khẽ dặn câu chuyện giữa chúng ta vừa rồi, tôn sứ chờ tiết lộ với ai nửa lời. Tệ ca ca mà phát giác ra tất hạ độc thủ giết chết tại hạ, dù phụ vương có muốn cứu cũng không được. Ở Mông Cổ, cái cảnh anh em trong họ tranh giành quyền vị, tàn sát lẫn nhau, hãn thiếp ma đã chứng kiến nhiều rồi. Hắn biết rõ vụ này không phải chuyện tầm thường, liền quỳ xuống, trỏ tay lên trời lập lời trọng thệ. Vì tiểu bảo ra khỏi phòng, lại dặn bọn phong tế chung, từ thiên xuyên phòng thủ nghiêm ngặt, đừng để cho hãn thiếp ma bỏ đi. Đoạn gã vào thăm dương giật chi, vừa mở cửa phòng, gã giật mình kinh hãi vì thấy cái mình dương giật chi nằm lăn dưới đất vì tiểu bảo vội lại gần coi thì thấy cặp mắt y trợn tròn xoe người không nhúc nhích chẳng hiểu y chết tự bao giờ rồi tấm chăn trắng trên giường có mấy chữ lớn viết bằng móng vì tiểu bảo chỉ nhận dược chữ tam và chữ quê gã quay lại hỏi những chữ gì đây mã ngạn siêu đáp đó là bảy chữ ngô tam quế tạo phản bán nước vì tiểu bảo thở dài nói dương đại ca lúc lâm tử cũng còn dùng cánh tay bị chặt đứt để viết lên những chữ này tố cáo cho ta hay Mã ngạn siêu buồn rầu nói theo, đúng thế, vì tiểu bảo liền triệu tập quần hùng trong thiên địa hội lại nói cho bọn họ nghe những lời hỏi được ở nơi hán thiếp ma ai nấy đều nổi lòng phẫn kích. Thóa mà ngô tam quế là một tên hán gian khốn kiếp, bán nước một lần chưa xong, lại toàn bán đến lần thứ hai. Huyền trinh đạo nhân nghiến răng ken két, đột nhiên y cởi áo ra nói, xin quý vị hãy nghe câu chuyện của bần đạo. Quần hùng thấy trước ngực y có một vết sẹo rất lớn da nhăn lại, xương lồi ra, coi rất rùng rợn. Bên vai trái y lại có một vết đao thương dài chừng hơn thước. Mọi người tuy kết giao với y lâu ngày mà chưa ai hay trong mình y lại mang nhiều vết thương khủng khiếp như vậy. Này mới thấy lần đầu đều phát khiếp. Huyền Trinh Đạo Nhân nói tiếp đây là những vết thương do hỏa pháo của bọn ác quỷ nước La Sát gây nên. Vì tiểu bào hỏi đạo trường đã giao thủ với bọn người La Sát rồi hay sao? Đạo trường bị những vết thương này trong trường hợp nào? huyền trinh đạo nhân vẻ mặt thê thảm đáp phụ thân, bá thúc cùng huynh trường của bần đạo cả thầy chín mạng người đều bị chết về tay bọn quỷ giữa la sát. Cả việc bần đạo xuất ra cũng do vụ đó mà ra. Đạo nhân liền thuật lại những chuyện đã trải qua, nguyên nhà huyền chân đạo nhân làm nghề hàng gia để sinh sống đã chuyển mấy đời. Nhà này mở tiệm phúc xương bán đồ ra ở trương gia khẩu, tiệm phúc xương dựng ra đã đến trăm năm một hôm bá phụ và phụ thân huyền chân đạo nhân dẫn anh em con cháu ra ngoài quan ải để mua các loại gia quý như ngân hồ từ điêu dọc đường bọn họ gặp người la sát chúng thấy bọn này có tiền bạc cùng hóa vật liền ra tay đánh cướp hãng gia phúc sương có mướn ba vị tiêu sư theo để bảo vệ nhưng súng ống của người la sát ghê gớm vô cùng chúng vừa khai pháo ba vị tiêu sư lập tức ổ mạng còn phụ huynh bá túc huyền trinh đạo nhân đều chết vì đau thương Huyền Trinh bị trúng đao ở đầu vai, trước ngực bị thương về chất nổ, nằm ngất xỉu trong vũng máu. Bọn la sát tưởng y chết rồi liền cướp lấy kim ngân hóa vật rồi bỏ đi. Huyền Trinh sau khi tỉnh lại lần quần ở trong rừng dưỡng thương mấy tháng mới khỏi. Cuộc đại họa này khiến gia đình y khánh kiệt ra tài. Tiệm hàng cũng đóng cửa, Huyền Trân chán ngán sự đời liền xuất ra làm đạo nhân. Sau cơn quốc biến, Huyền Trân gia nhập thiên địa hội, nhưng hệ nghĩ tới hỏa khí của người La Sát dù là sự việc cách đây hơn hai chục năm, đến nay vẫn còn khủng khiếp. Nhiều khi nửa đêm y đột nhiên gặp cơn ác mộng lại kêu thét thật to rồi kinh hoàng tỉnh giấc. Mã ngạn siêu nói, người La Sát đã lợi hại về môn hỏa khí thì ta tìm cách phá môn đó đi là không sợ gì chúng nữa. Huyền Trinh lắc đầu đáp, hỏa khí của chúng phát ra chẳng khác gì sấm nổ chớp ngoáng. Dù ai võ công cao cường đến đâu cũng không tránh kịp chứ đừng nói chuyện chống đối. Từ Thiên Xuyên nói, quân La Sát muốn liên thủ với Ngô Tam Quế cướp lấy giang sơn của bọn Thát đát thì chúng ta cứ việc tụ thủ bằng quan, để mặc chúng đánh nhau đến long trời đất lở, rồi chúng ta giữ địa vị ngư ông ở giữa thủ lợi, thừa cơ khôi phục lại giang sơn nhà đại minh. Huyền Trinh nói, bần đạo e rằng chúng ta lâm vào tình trạng mặt trước chống hổ giữ cửa sau ngừa lang sói. Người La Sát so với quân Thát đát còn hung tàn gấp mười bỏ chúng trừ xong mãn thanh rồi, quyết chẳng chịu để Sơn Hải quan làm danh giới, mà còn vượt qua quan ải để chiếm cứ thiên hạ rộng lớn của ta. Từ thiên xuyên hỏi, chẳng lẽ lúc đó chúng ta lại giúp bọn tháp đát ở mãn châu? Quần hùng nghị luận phân vân, ai cũng có ý riêng của người đó. Vì tiểu bảo quyết trí giúp vua Khang Hy nhưng không dám công nhiên tuyên bố. Gã hỏi, vụ này chưa cần quyết định vội ngay bây giờ. Chúng ta đã cướp dương đại ca, lại bắt hãn thiếp ma và dương nhất phong. Chỉ trong nháy mắt là có kẻ báo cáo đến tay ngô tam quế. Vậy chúng ta đối phó bằng cách nào? Mọi người ngẫm nghĩ kế hoạch, người thì bảo lập tức chờ mặt động thù với họ, kẻ thì bản nhân lúc đêm khuya trốn đi liền. Vì tiểu bảo nói con rùa già rất nhiều binh mã và thủ hạ, thì mình đánh lại thế nào được? Địa phương Vân Nam, Quy Châu rất rộng lớn, chạy trốn trong 10 ngày hay nửa tháng cũng chưa thoát khỏi bàn tay của chúng. Hừ, bây giờ đánh thế này vậy? Các vị đem tên cẩu quan Dương Nhất Phong và thi thể Dương Đại Ca trả về nhà ngục. Quần hùng sửng sốt hỏi, đưa trả về nhà ngục ư? Ừ, vì tiểu bảo đã đúng thế, chúng ta chỉ ham dọa tên cầu tặc Dương Nhất Phong mấy câu là hắn không dám la lối hoặc tiết lộ vụ này. Vì hắn có báo cáo lên thượng cấp thì chính hắn cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Còn Dương Đại Ca chết rồi, giữ thi thể y lại cũng không ích gì. Quần hùng tuy có nhiều lịch duyệt và kinh nghiệm giang hồ, nhưng đối với tâm tính kẻ làm quan thì đâu có hiểu rõ bằng vi tiểu bào. Ai cũng nghĩ nước cờ này là quá mạo hiểm, vì cấp ngục bắt quan là việc lớn, họ sợ dương nhất phong nhất định phải trình báo với thượng ti. Huyền Trinh Đạo Nhân ngần ngại nói, bần đảo xem chừng tên cầu quan dương nhất phong là kẻ nhát gan. E rằng gã không dám giấu giếm đại sự này và sẽ báo cáo với Ngô Tam Quế. Vì tiểu bảo cười đáp ta không nên lo gã nhát gan mà chỉ sợ gã là một đứa ngu xuẩn vô dụng không biết đường làm quan. Trong quan trường đã có câu, có lừa bịp nên lừa bịp người trên chứ đừng dối gạt kẻ dưới thì những việc tài đình lấp liếm dễ như chơi. Chẳng ai muốn chắt lọ nồi vào mặt đâu mà ngại. Thôi được, các vị hãy đem tên cầu quan đó lên đây để tại hạ thức tỉnh gã mấy câu. Mã ngạn siêu chờ gót bước ra đem dương nhất phong vào đặt xuống đất. Dương Nhất Phong vừa bị đánh đòn lại và khiếp sợ, mặt hắn cắt không còn hạt máu. Vì tiểu bảo cười nói, Dương Lão Ca, Lão Ca đã phải chịu một phen tân khổ. Dương Nhất Phong ấp úng đáp, dạ dạ, tiểu nhân không, không dám. Vì tiểu bảo lại cười nói, Dương Lão Ca quả đúng là người bạn tốt của bản xứ mới đem cả đại sự bí mật của Bình Tây Vương nói cho biết rõ từ chân tơ, kẽ tóc, không giấu giếm mảy may nào cả. Bây giờ thế này nhé, chúng ta đã có duyên gặp gỡ bọn tại hạ tha lão ca về những việc cơ mật của bình tây vương mà lão ca đã có hảo tâm cho bản xứ hay bản xứ nhất quyết giữ kín trong lòng chẳng hở môi với ai hết đã là hán tử giang hồ thì phải nói một là một hai là hai còn lão ca có thích đem tuyên dương với người khác để đối nghịch với bình tây vương một cách công khai thì đó là việc riêng của lão ca bản xứ không tiện khuyên can ha 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 Dương Nhất Phong toàn thân run bần bật đáp, tiểu nhân dù lớn mặt đến đâu cũng cũng không dám thế. Vì tiểu bảo nói hay lắm, các vị huynh đệ hãy hộ tống Dương đại nhân về nha môn hành sự. cả thi thể tên từ tù đó cũng trả hết để bề trên hỏi tới, Dương đại nhân mới có thể phúc đáp cho yên việc. Quần Hùng vâng dạ tuân theo. Dương Nhất Phong vừa kinh hãi, vừa mừng thầm lại vừa ngứa ngẩn hồ đồ để Quần Hùng đưa đi. Mấy ngày kế đó ở thiên địa hội đều hồi hộp trong lòng, chỉ lo Dương Nhất Phong đem mọi việc báo cáo với Ngô Tam Quế thì có thể đại đội nhân mã dưới chướng Bình Tây Vương sẽ kéo đến bổ vây An Phụ Viên để bắt hết. Sau mấy ngày, quần hùng không thấy động tĩnh gì, nhưng vẫn thấp thỏm không hiểu là tên gian quyệt Ngô Tam Quế còn mưu tính kỹ càng rồi mới hành động, hay là điều tiên liệu của vi tiểu bảo quả đã không lầm, Dương Nhất Phong không dám báo cáo với hắn quần hùng trong lòng thắc mắc lo âu nên hàng ngày cùng nhau hội nghị vì tiểu bảo nói bây giờ tại hạ đến bái phòng ngô tam quế để nghe giọng lưỡi hắn thế nào từ thiên xuyên đáp chỉ sợ hắn giữ hương chủ lại không thả cho về thì hỏng hết vì tiểu bảo cười nói chúng ta hiện nằm ở trong bàn tay lão con rùa nếu hắn định bắt mình thì chẳng chạy đâu cho thoát gã liền kiểm điểm một số kiêu kỵ doanh binh cùng ngự tiền thị vệ kéo nhau đến bình tây vương phù Ngô Tam Quế thân hành ra đón tiếp. Hắn tươi cười nắm tay Vi Tiểu Bảo sóng vai tiến vào vương phủ. Ngô Tam Quế vừa cười vừa cất giọng thân mật vì đồ thống có chuyện gì sao không bảo một thằng nhỏ đến đây báo cho lão phu là xong. Hà tất phải nhọc lòng đại giá. Vì tiểu bảo dương mắt lên đáp trời ơi, vương gia nói gì mà kỳ vậy. Tiểu tướng quan nhỏ trước bé chưa bén gót vương gia khi nào dám hỗn hào. Vương gia nói vậy thật khiến cho tiểu tướng phải tổn thọ ngô tam quế nói vì đô thống là một viên ái tướng chầu hầu kể cận đức hoàng đế lại được ngài rất sủng ái thì bước tiền trình viễn đại không biết đến đâu mà lường rồi đây đô thống đến là một vị vương gia trong vương phủ này cũng chẳng có chi là lạ vì tiểu bảo giật mình đánh thót một cái sắc mặt biến đổi gã dừng bước lại nói xin lỗi vương gia vương gia nói câu này thật không đúng rồi ngô tam quế cười hỏi sao không đúng vì đô thống bất quá mười lăm mười sáu tuổi mà đã làm quan đến chức phó đô thống, khâm sai đại thần hàm đã phong tước tử, từ tước tử lên tước bá rồi tước hầu, tước công, tước vương sau cùng đến thân vương cũng chỉ mươi mười lăm năm hoặc hai chục năm là cùng. Ha 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 ha! Vì tiểu bảo lắc đầu nói, thưa vương gia, chuyến này tiểu tướng ở cung ra đi, đức hoàng thượng đã phán bảo, ngươi ra bảo Ngô Tam Quế liệu mà làm quan cho đắc lực ngôi bình tây thân vương sau này là của ngô ứng hùng em rể trẫm ngô ứng hùng chết đi ngôi thân vương lại truyền sang cho ngoại xanh của trẫm ngoại xanh của trẫm chết rồi truyền lại cho con nó nói tóm lại ngôi bình tây vương cứ để họ ngô đời đời kế tiếp thưa vương gia đức hoàng thượng nói mấy câu này với cả tấm lòng thân thiết vậy tiểu tướng đến trình bày để vương gia rõ ngô tam quế trong lòng hớn hở hỏi lại hoàng thượng phán thế thật ư vì tiểu bảo đáp chẳng lẽ tiểu tướng lại bịa chuyện để lừa gạt vương gia. Nhưng hoàng thượng đã dặn tiểu tướng những lời phán đó không nên hấp tấp nói cho vương gia hay. Ngài còn truyền cho tiểu tướng phải khám xét kỹ càng, nếu vương gia quả là một bậc đại trung thần, khi đó sẽ mở môi không thì, ha ha, lời nói của Đức Vạn Tuế biến thành những lời bỏ đi hay sao? Còn đâu là thiên tử nhất môn ký xuất, tứ mã nan truy? Ngô Tam Quế hắng đặng một tiếng rồi hỏi, bữa nay vi đô thống thuật lại cho tiểu vương hay thì ra đã coi tiểu vương là trung thần rồi chăng? Vì tiểu bảo đã, cái đó vương gia lại còn phải hỏi, nếu vương gia chẳng phải trung thần thì trong thiên hạ chẳng còn ai trung thần nữa. Tiểu tướng nghĩ rằng, giả tỷ sau này quả tiểu tướng có một ngày cũng được phong trinh đông vương, tảo bắc vương, định nam vương, như kim khẩu của vương gia, vừa phát ngôn và được đến vân nam ở phủ bình tây vương thì hà tiểu tướng ngày nay là khách nhưng vĩnh viễn không phải là khách mãi mà được làm chủ nhân hai người vừa nói chuyện vừa đi vào ngô tam quế nghe vi tiểu bảo thuyết như vậy trong lòng rất cao hứng nắm lấy tay gã nói này này chúng ta vào trong nội thư phòng ngồi chơi hai người xuyên qua hai tòa đình viện vào tới nội thư phòng căn phòng này tuy được gọi là thư phòng mà trên vách treo đầy đao thương kiếm kích chứ không có giá sách hay một quyển sách nào hết giữa nhà đặt cỗ ghế thái sư trên phủ gia hồ những con hồ thường đầu lông vàng vằn đen nhưng tấm gia hồ này lại lông trắng vằn đen mới là đặc biệt vì tiểu bảo trầm trồ úi trà vương gia tấm gia hồ trắng này thật quý báu vô cùng tiểu tướng ở trong hoàng cung mà trước nay chưa thấy tấm nào như vậy bữa nay là lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt Ngô Tam Quế rất lấy làm đắc ý đáp. Ngày trước tiểu vương gia làm chấn thủ sơn hải quan đi săn bắn tại khu phụ cận tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Tuy Viễn đánh được một con. Giống bạch lão hổ này kêu bằng, xô ngu, thật hiếm có. Ai săn được nó là điểm đại cát đại lợi. Vì tiểu bảo liền tán dương, hàng ngày vương gia cứ ngồi vào ghế bọc hồ trắng này thì việc thăng quan tiến chức phát tài vĩnh viễn không cùng tận. Cha cha, thật là hy hữu gã chợt ngó thấy bên cỗ ghế bọc ra hồ hai tấm bình phong bằng đá nước đại lý, tấm nào cũng cao tới năm, sáu thước. Trên mặt đá có đồ sơn thủy thảo mộc, chẳng khác gì một bức tranh vẽ. Trên một tấm bình phong vẽ hình trái núi, trên ngọn núi có hình chim giống như con hoàng oanh. Cạnh suối nước có một con hồ, càng nhìn càng linh động. Vì tiểu bảo lại giờ giọng tán, hai bức bình phong này là bảo vật chân quý không biết đến thế nào mà kể. Tiểu tướng ở trong cung cũng chưa hề thấy qua, thưa vương gia. Tiểu tướng nghe người ta nói, đức thượng hoàng sinh ra đồ hình này, nó mà lọt vào tay ai là có triệu chứng cho nhân vật đó. Ngô Tam Quế mỉm cười hỏi, tiểu vương không hiểu hai bức bình phong này có triệu chứng gì. Vì tiểu bảo đáp, theo nhận xét của tiểu tướng thì tấm bình phong kia trên cao có con tiểu hoàng oanh. Nó hót líu lo rất hay mà chẳng dùng được việc gì. Còn phía dưới là con lão hổ oai phong lẫm liệt lợi hại vô cùng Còn đại lão hỗ này đương nhiên trỏ vào vương gia rồi ngô tam quế nức lòng hở dạ nghĩ thầm gã bảo con tiểu hoàng oanh đứng trên cao chỉ biết hót líu lo chứ chẳng được ích gì phải chăng gã muốn nói đó trỏ vào tiểu hoàng đế gã nói mấy câu này phải chăng để thử ta hắn nghĩ vậy liền hỏi con tiểu hoàng oanh này không hiểu trỏ vào cái gì vì tiểu bảo mỉm cười hỏi lại theo nhận xét của vương gia thì sao Ngô Tam Quế lắc đầu đáp tiểu vương không hiểu, mong được vi đô thống chỉ giáo. Vi tiểu bảo mỉm cười trỏ vào tấm bình phong thứ hai nói, nơi đây có núi có sông, tức là giang sơn muôn dặm. Ha ha, ha ha, triệu chứng hay quá, triệu chứng hay quá, ngô tam quế chống ngực đánh thình thình, toàn hỏi nữa nhưng lại không dám, trong lúc này hắn cảm thấy môi miệng khô giang. Vi tiểu bảo chợt để mắt tới một pho kinh sách để trên giá chính là pho tứ thập nhị trương kinh mà gã trông đã quen nên vừa ngó thấy đã biết ngay. Chống ngực đánh hơn chống làng, vì tiểu bảo nghĩ thầm, té ra pho kinh thứ tám này quả nhiên ở chỗ lão con rùa. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, gã liền ngó ra chỗ khác làm bộ không để ý đến kinh sách nữa. Vì tiểu bảo đưa mắt nhìn những đau thương trên vách rồi cười nói, thưa vương gia, vương gia quả là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt, trong thư phòng cũng bày binh khí la liệt chẳng đấu gì vương gia, tiểu tướng chẳng biết một chữ nào, nên nghe nói đến thư phòng là hoảng rồi. Rẻ đâu trong thư phòng của vương gia cách bài trí lại cao minh thế này. Tiểu tướng lấy làm bội phục vô cùng, ngô tam quế cười khanh khách đáp những món binh khí này, món nào cũng có một lai lịch của nó. Tiểu vương treo trong phòng này là để kỷ niệm chuyện cũ. Hồi 143, vào vương phủ đánh cháo kinh thư. Vì tiểu bảo hỏi, té ra là thế chắc ngày trước vương gia trinh đông tây phạt, nam tảo bắc tần, lập nhiều công lao hạn mã nên đã dùng những thứ binh khí này tung hoành trận địa. Ngô Tam Quế mỉm cười đáp đúng thế, tiểu vương gia một đời chinh chiến, kể cả lớn lẫn nhỏ đã từng xông pha mấy trăm trận, vào sinh ra từ không biết bao nhiêu lần. Ngôi vương gia này phải đem xương máu ra mà đánh đổi. Hắn nói câu này có ý chê vi tiểu bảo là một thằng nhỏ chưa giáo máu đầu, bất quá được nhà vua sủng ái mà thăng quan phong tước. Vì tiểu bảo gật đầu khen phải, hỏi, ngày trước vương gia chấn thủ sơn hải quan đã dùng thứ khí giới nào? Lập nên đại công gì? Ngô Tam Quế đột nhiên biến sắc, nên biết chấn thủ ở sơn hải quan là để đánh nhau với người mãn châu. Càng lập công là càng giết nhiều người mãn thanh, vì tiểu bảo hỏi câu này là có ý ngấm ngầm chọc ngô Tam Quế đã làm hán gian. Ngô Tam Quế hai tay run rẩy, không nhịn được đã toan nổi nóng. Vì tiểu bảo lại nói, tiểu tướng nghe nói hoàng đế vĩnh lịch triều minh bị vương gia đuổi theo từ vân nam tới miến điện mới bắt được hoàng đế vĩnh lịch đã bị vương gia thắt cổ bằng dây cung cho chết gã nói tới đây trỏ vào cây cung treo trên tường hỏi phải chăng vương gia đã dùng dây cung này việc ngô tam quế sát hại hoàng đế vĩnh lịch thì hồi đó hắn quyết chí tận trung với nhà thanh chẳng nghĩ gì đến chuyện nhị tâm nhưng trong lòng hắn cũng rất lấy làm hổ thẹn về hành động đó những người trong vương phủ chẳng một ai dám nhắc tới vụ này, không ngờ vi tiểu bảo lại phanh phui vết xấu của hắn ra thì hắn không phẫn nộ sao được. Trong lúc nhất thời, ngô tam quế không kiềm chế được lửa diện liền lớn tiếng hỏi, bữa nay vi đô thống thốt ra những lời châm chọc là có ý gì? Vi tiểu bảo làm bộ ngạc nhiên hỏi, ô hay, sao lại có chuyện đó? Khi nào tiểu tướng dám hật ý vương gia mà buông lời châm chọc? Hồi tiểu tướng ở Bắc Kinh được nghe mọi người tán tụng, cả đến hoàng đế minh triều vương gia cũng ra tay hạ sát đủ tỏ tấm trung ca của vương gia đối với nha đại thanh ta bền như sắt đá gã ngừng một chút rồi tiếp tiểu tướng còng nghe nói chính vương gia đã thân hành ra tay xử rào vĩnh lịch hoàng đế thắt mạnh dây cung kêu ken kết khiến vĩnh lịch hoàng đế rên ư ư mà vương gia vẫn cười ha ha, hay lắm hay lắm lòng chung của vương gia thật là son sắt ngô tam quế đứng phát dậy toan nổi nóng ngay nhưng rồi hắn bụng bảo giả thằng lõi này mới là đứa con nít thì dù lớn mật tới đâu cũng chẳng dám xông chẳng với ta đây nhất định là tên tiểu hôn quân sai gã đến thử ta nếu không thế thì một tên đối đầu nào ở trong triều đã vạch đường cho gã đến đây buông lời khích bác ta để ta thỏ đuôi cho gã nắm lấy ngô tam quế quả là tay xảo quyệt phi thường hắn nghĩ vậy liền đổi mặt giận làm tươi cười bảo sự thực công hãn mã của tiểu vương chẳng có chi đáng kể không bỏ làm trò cười chỉ có tấm lòng trung trinh đối với hoàng thượng mới là chỗ sở trường của tiểu vương. Hắn ngừng một chút rồi tiếp tiểu huynh đệ, nếu tiểu huynh đệ muốn làm chính đông vương, tảo bắc vương, thì nên học lão ra đây về tất giả trung trinh đối với hoàng thượng. Vì tiểu bảo đáp giả giả, cái đó nhất định là phải học rồi, đáng tiếc tiểu tướng sinh sau vương gia mấy chục năm, bao nhiêu hoàng đế minh triều đều bị vương gia giết sạch rồi, khi 61 n tiểu tướng không còn hạ thủ vào đâu được. Ngô Tam Quế mắng thầm trong bụng, sao cũng có một ngày kia mi lọt vào tay ta thì ta sẽ xử mi ngàn đao phân thay. Ngoài miệng hắn cười nói, vì đồ thống mà muốn lập công thì lo gì chẳng có cơ hội. Vì tiểu bảo cười đáp, nếu có kẻ tạo phản thì hay quá. Ngô Tam Quế trong lòng phát run, miễn cưỡng hỏi, có kẻ tạo phản thì sao? Vì tiểu bảo đáp, có kẻ tạo phản thì hoàng thượng phái tiểu tướng xuất trinh. Tiểu tướng sẽ học vương gia liều mạng giết giặc, nếu bắt sống phản tặc thì lại càng chóng được phong vương ngô tam quế nghiêm nghị nói vì huynh đệ những chuyện này không nói bừa bãi được đâu hiện nay thánh thiên tử trị vì bốn bề quy phục thì còn có ai tạo phản vì tiểu bảo hỏi theo lời vương gia thì nhất quyết không có người tạo phản ư ngô tam quế sững sờ đáp nếu bảo là nhất định không có người tạo phản thì vị tất đã đúng bọn dư đàng nhà minh hoặc bọn côn đồ các nơi làm càn nổi loạn thì e rằng cũng có vì tiểu bảo nói đã còn người tạo phản thì lại không phải thánh thiên tử trị vi ngô tam quế cười khành khạch mấy tiếng đã vì tiểu huynh đệ này nói chuyện thú quá nguyên vi tiểu bảo ngó thấy pho tứ thập nhị chương kinh trên liền nghĩ ra cách chọc giận ngô tam quế gã cho là hắn mà nổi trận lôi đình là dụ áo bỏ đi gã sẽ thừa cơ đánh cắp pho kinh chẳng ngờ ngô tam quế lòng dạ rất thâm trầm tuy hắn nổi nóng một chút nhưng rồi lại nín nhịn được ngay không bị trúng kế vì tiểu bảo thấy ngô tam quế không mắc mưu vì lời khích bác của mình lại thấy bộ sách chỉ thò tay ra là ấy được mà thủy trung không có cơ hội động thủy gã liền thay đổi giọng lưỡi nói toàn những câu rất lọt tay ngô tam quế miệng gã thao thao bất tuyệt những lời tâng bốc mà trong lòng xoay chuyển không ngừng để tìm cách ăn cắp pho sách cho bằng được gã tự nhủ nếu ta giả mạo truyền thánh chỉ nói là đức hoàng thượng muốn lấy pho kinh này thì chắc lão con rùa cũng phải dâng nạp huống chi hoàng thượng thực tình muốn lấy kinh sách, ngài đã dặn ta nhân chuyến đi vân nam này dò xét cho ra kinh sách, vậy ta có bảo lão con rùa lấy sách cũng không phải giả mạo thánh chi, ta sợ là sợ lão con rùa ngoài nghiệp ưng chịu, nhưng hắn ngấm ngầm hành động cũng như khanh thân vương, giả tạo một pho khác đưa cho mình đem về thì được sách cũng như không. Gã nghĩ tới chuyện giả mạo kinh sách, liền nảy ra một chủ ý rồi đột nhiên hạ thấp giọng xuống nói, thưa vương gia. Hoàng thượng có một đạo mật chỉ. Ngô Tam Quế giật mình kinh hãi đứng dậy đáp. Nô Tài xin kính cần nghe chỉ dụ của Thánh Hoàng. Vì tiểu bảo nắm tay hắn nói. Vương gia hãy bình tĩnh. Bất tất phải hoang mang. Trước hết tiểu tướng hãy nói về tiền nhân hậu quả về vụ này cho vương gia nghe. Ngô Tam Quế kính cần đáp. giả ạ. À? nhưng hắn vẫn đứng yên không ngồi xuống. Vì tiểu bảo hỏi. Hoàng thượng biết rõ vương gia là một vị trung thần của nhà đại thanh. Mà còn dặn tiểu tướng điều tra cho biết rõ vương gia là trung thần hay gian thần vương gia có hiểu dụng ý của ngài như thế nào không? Ngô Tam Quế gãi đầu gãi tai đáp, cái đó tiểu vương không thể hiểu được. Vì tiểu bảo nói, nguyên đức hoàng thượng có một việc lớn, muốn phái vương gia thực hành, nhưng ngài còn chưa yên tâm và không hiểu vương gia có ưng thuận chăng? Chấm hỏi, ngài cho công chùa kiến ninh huệ duyên cùng lệnh thái tử là để, là đề. Ngô Tam Quế hỏi ngay, để khích lệ phải không? Vì tiểu bảo đáp phải rồi, hoàng thượng đã nói là để khích lệ nhưng tiểu tướng học vấn kém quá, nên không nhớ ra được. Ngô Tam Quế nói, Hoàng thượng đã có việc sai phái thì dĩ nhiên tiểu vương phải cúc cung tận tụy đem sức châu ngựa đền nghìa chúc mai, nhưng chưa hiểu Hoàng thượng sai nô tài làm việc gì. Vì tiểu bảo đáp, việc này rất quan trọng, ngày mai cũng vào giờ này, xin vương ra chờ ở phủ để tiểu tướng đến truyền mật chỉ của Hoàng thượng. Ngô Tam Quế đáp ngay, giả dạ, giả. Dạ. Hoàng thượng đã có chỉ thì để nô tài thân hành đến An Phụ Viên kính cẩn minh tiếp. Vì tiểu bảo đã ở An Phụ Viên nhiều tay mắt, có điều không tiện, vương gia tiếp chỉ ở đây kín đáo hơn. Ngô Tam Quế không hiểu gã cố ý hí lộng quỷ thần, liền kính cẩn đưa gã ra về. Hôm sau vì tiểu bảo lại đúng giờ hẹn tới nơi, hai người vào thư phòng. Vì tiểu bảo hỏi vương gia, sự việc mà tiểu tướng nói đây quan hệ rất trọng đại, xin vương gia giữ cho cực kỳ thần bí đừng mảy may tiết lộ, cả trong bản tấu chương cũng không thể nhắc đến một chữ. Ngô Tam Quế đáp giả dạ, giả, dạ. dĩ nhiên tiểu vương phải giữ cơ mật, vì tiểu bảo khẽ nói, hoàng thượng nhận được tin mật báo, thượng khả hỷ và cảnh tĩnh trung có ý tạo phản. Ngô Tam Quế nghe nói cả kinh thất sắc, nguyên bình nam vương thượng khả hỷ, chấn thủ ở Quảng Đông, tĩnh nam vương cảnh tĩnh trung chấn thủ ở Phúc Kiến. Và Ngô Tam Quế chấn thủ ở Vân Nam gọi là Tam Phiên tam phiên đồng vinh cộng nhục, vui buồn co nhau, ngô tam quế âm mưu tạo phản cũng định sẽ cấu kết với cảnh, thương nhị phiên, hắn nghe nói hoàng đế được tin cảnh thượng tạo phà dĩ nhiên không khỏi trột dạ chấm a lên hỏi, chuyện đó có thật không? Nguyên hôm trước vi tiểu bảo bịa ra có đạo mật trì, nhưng gã còn nhỏ tuổi ít hiểu về việc quân quốc đại sự, gã tưởng nói bừa nói ẩu một phen chưa chắc ngô tam quế đã chịu tin theo hai nữa là ngày sau câu chuyện vỡ lỡ có thể quan hệ rất lớn tất gã bị vua khang hy trách phạt gã trở về an phụ viên cùng quần hùng thương nghị rồi đi đến kết luận là vô hám cảnh thượng nghị phiên mưu phản để ham dọa ngô tam quế khiến hắn xúc tiến mau lẹ hành động phản nghịch ngô tam quế nghe nói vật quả nhiên kinh hãi tay chân luống cuống vì tiểu bảo nói kể ra thì hoàng thượng hàng ngày nghe được tin tam phiên có ý tạo phản nhưng chỉ coi là lời báo cáo suông nên ngai không tin. Ngô Tam Quế nói, dạ dạ, Hoàng thượng quả là bậc thánh nhân, vì tiểu bảo nói tiếp nhưng hai tên cảnh, thượng mưu đồ phản nghịch, Hoàng thượng lần này đã vắt được chứng cứ xác thực, ngài phán, bọn nhị phiên mưu phản chưa giã dệt, tạm thời không nên rút dây động rừng. Ngài muốn phái vương gia điều động binh mã phòng thủ tại miền biên giới Lưỡng Quảng, chờ khi nhị phiên cử sự, lập tức vương gia phái quân đến Quảng Động. Phúc Kiến để bắt hai tên phản tặc này đưa tới Bắc Kinh. Ngô Tam Quế khom lưng đáp nô tài phụng lãnh thánh chỉ. Nếu cảnh thượng nhị phiên có ý hai lòng, hành động phản loạn thì nô tài lập tức bắt hai nhân vật đó ngay đưa đến Bắc Kinh. Vì tiểu bảo nói, Hoàng thượng đã phán thượng khả hỷ là con người ngu muội hồ đồ. Còn cảnh tĩnh trung chỉ là một gà tiểu tử vô dụng, quyết chúng chẳng thể nào chống đối với vương gia, chỉ cần vương gia chịu phát binh còn triều đình bất tất phải phái đi một tên lính, cũng đủ mã đáo thành công. Ngô Tam Quế mỉm cười đáp, sinh thánh thượng vạn an, nô tài hàng ngày luyện tập sĩ tốt, không hề sao lãng là chờ hoàng thượng điều động, binh tướng dưới chướng nô tài đều như đạo thân binh của ba màu chờ ở trong triều. Thề chết tận trung với chúa, vì tiểu bảo nói, tiểu tướng trở về kinh sẽ tâu trình hoàng thượng những lời trí thành của vương gia thì nhất định long tâm hớn hở vô cùng ngô tam quế mừng thầm nghĩ bụng nếu như vậy thì ta có điều binh khiển tướng tên tiểu hôn quân kia cũng biết rồi và không còn nghi ngờ gì nữa vì tiểu bảo trỏ vào cây súng trên tường hỏi thưa vương gia đây phải chăng là hòa khí của tây phương ngô tam quế đáp chính thị đó là súng của nước la sát ngày trước nhà đại thanh ta đánh nhau với quân la sát ngoài quan ải bên ta lấy được đem về thực là những khí giới cực kỳ lợi hại vì tiểu bảo hỏi, tiểu tướng chưa từng bắn súng bao giờ, này muốn mượn vương gia bắn thử một phát được chăng? Ngô Tam Quế mỉm cười đáp, dĩ nhiên là được, thử súng này thường dùng ở nơi chiến trận, tuy bắn rất xa nhưng mang sách không tiện. Người la sát còn thư súng nhỏ bắn dễ dàng hơn. Hắn vừa nói vừa đến trước cái tủ gỗ vừa nói vừa rút ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ đó. Vì tiểu bảo đứng ngay bên thư án, thấy ngô tam quế xoay mình gã lập tức quay lại mở áo choàng màu vàng lấy một pho tư thập nhị chương kinh ở trong túi áo ra để lên án, và cầm pho kinh sách ở trên án chuồn vào trong túi áo choàng. Cử động của gã cực kỳ mau lẻ, đừng nói ngô tam quế chờ gót đi lệ súng mà dù cho lão dứng dương mắt ra ngay đó, gã cũng chỉ cần xoay lưng lại cho đi một chút là hắn khó lòng phát giác. Hai pho kinh sách này giống hệt nhau, chỉ khác có bà bọc bên ngoài, tối hôm qua. Vi tiểu bảo đã lấy pho sách của đạo quân cờ trắng nhuộm thành màu lam, để đánh cháo lấy pho kinh sách cũng màu lam của ngô tam quế. Rồi lại thấy ngô tam quế mở hộp gỗ ra lấy cây súng dài chừng một thước, nòng súng đã nồi thuốc nổ rồi dùng dùi sắt vặn thật chặt, kế đó lại đặt vào ba viên đạn sắt, hắn còn lấy một cái ngòi bằng giấy rồi đưa cả súng lẫn ngòi cho vi tiểu bảo và nói, vì đồ thống cứ châm lửa vào ngòi cho thuốc nổ bắn đạn ra là được. Vi tiểu bảo đón lấy, gã chó miệng súng ra ngoài cửa sổ nhằm vào một tòa núi giả rồi đốt ngòi lên, ngòi lửa dẫn thuốc vào trong nòng súng nổ lên một tiếng đoàn rùng rợn. Khi nóng ghê gớm quạt vào mặt vi tiểu bảo, tay gã rung động mãnh liệt cây súng rớt xuống đất, trước mắt thấy khói mù mịt, bất giác vi tiểu bảo lại lại hai bước. Ngô Tam Quế cười khanh khách hỏi luồng lực đạo cây súng này cũng ghê gớm lắm phải không? Vi tiểu bảo cánh tay bị tê trồn, buông lời thóa mạ, còn mẹ nó trò chơi của bọn Tây Dương đúng là thứ tả môn. Ngô Tam Quế lại cười nói, đồ thống nhìn tòa núi giả kia kia. Vì tiểu bảo chú ý nhìn ra thì thấy tòa giả sơn đã sạt mất một góc phía dưới toàn là đá vụn, bất giác gã thể lưỡi ra, hồi lâu mới tụt vào được. Gã nói, nếu súng này bắn vào người thì dù là xương đồng ra sắt cũng không chống nổi. Gã cui xuống lượm cây súng đặt vào hộp, bọn thị vệ trong vương phủ nghe súng nổ đều hốt hoảng chạy đến ngoài cửa sổ nhớ nhác trông vào thấy vương gia bình yên không việc gì đang nói chuyện với vi tiểu bảo mới yên lòng ngô tam quế bê cái hộp lên cười nói xin biếu vi đô thống cây súng này để đô thống bắn chơi vi tiểu bảo lắc đầu đáp đây là món lơi khí phòng thân vương gia có lòng hậu tứ tiểu tướng cũng không dám lãnh thụ ngô tam quế nhét cái hộp vào tay gã cười nói chúng ta đã coi nhau như tình huynh đệ trong nhà còn có chuyện riêng tây tiểu vương là đô thống Đô Thống cũng là tiểu vương. Vì tiểu bảo đáp, đây là một thứ bảo vật của nước La Sát, từ nay trở đi khó lòng lấy được, vương gia có hảo tâm tiểu tướng cũng không dám thu nhận. Nhưng trong lòng gã nghĩ thầm, người đã cấu kết với bọn La Sát thì ngươi muốn lấy bao nhiêu mà chẳng được. Nào phải của hiếm có, Ngô Tam Quế cười nói, nó là của khó lấy được mới đem tặng Đô Thống, chứ nếu là vật tầm thường thì Đô Thống có coi vào đâu? Ha ha. Ha ha. Vì tiểu bảo liền tạ ơn thu nhận rồi cười nói, từ nay nếu gặp kẻ nào muốn sát hại, tiểu tướng lấy súng ra bắn đoàn một tiếng là hắn phải tan xác như vậy cái mạc nhỏ xíu của tiểu tướng cũng là vương gia ban cho vậy. Ngô Tam Quế vỗ vai gã đáp, cái đó đô thống hà tất phải khách sáo như vậy, cây súng này quả lợi hại nhưng nồi thuốc lắp đạn sắt, cha ngòi cũng là những điều rất phiền phức, không phải chỉ như cung tên của chúng ta, nhất là liên châu tiễn chỉ cần bắn một phát là tên vun vút bay ra không ngớt vì tiểu bảo nói đúng thế nhưng nếu súng của người tây dương cũng bắn dễ dàng như cung tên cứ cầm lấy là bắn liền thì người trung quốc chúng ta còn sống sao được với họ giang sơn gấm vóc của nhà đại thanh há chẳng bị bọn chúng chiếm mất rồi gã nói tới đây cười hề hề tiếc dù sao nó cũng được một điểm rất hay là tiểu tướng đã có hai cây súng này thì bất tất phải rèn luyện võ công nữa nào đại tôn sư võ học nào trưởng môn đều không phải địch thử của tiểu tướng. Vì tiểu báo cáo từ ngô tam quế ra khỏi bình tây vương phủ, trở về an phụ viên, gã vào phòng đóng cửa lại lộc bìa kinh sách ra coi. Quả nhiên cũng có rất nhiều mảnh giấy vụn, gã nghĩ thầm những mảnh địa đồ trong tấm kinh sách đã hoàn toàn lọt vào tay lão gia. Bây giờ lão gia chỉ còn phải mất công giáp mấy ngàn mảnh vụn liền nhau cho thành tấm đồ hình là bảo tàng cùng long mạch của bọn thát đát đều do lão gia sử dụng hay muốn làm gì thì làm nhưng việc giáp lại thành đồ bàn cũng làm cho gã nhức đầu, gã tự nhủ, việc này không thể làm trong chốc lát mà thành được, vậy chờ khi nào rảnh giang ta sẽ động thủ. Gã liền khâu bìa sách lại và gói những mảnh vụn thành một gói, bên ngoài còn bọc một lần túi vải khâu lại rồi gã giấu vào trong áo lót. Gã nghĩ tới đại công thành tựa không khỏi tự đắc, miệng lẩm bẩm nào tiểu hoàng đế, nào mụ điếm già, nào lão con rùa, nào hồng giáo chủ, nào đại hán gian lại còn lão ni cô sư phụ ta, ai cũng muốn lấy được tám pho kinh sách này rốt cục đều uổng công hết, chung quy những bí mật cả tám pho đều lọt vào tay vi tiểu bảo, ha ha. Ha ha, nếu họ biết rõ nội vụ tất đem lão ra cho ngũ mã phanh thây, vụ này rất làm cho gã hứng thú, chỉ còn điều đáng tiếc là gã không thể khoe với ai được, thành ra gã chưa đủ thỏa mãn trọn vẹn, vì tính gã hay huynh hoang khoác lác vì tiểu bảo bắc chân chữ ngũ cất giọng hát ngao một tiểu khúc của bọn kỹ nữa ở dương châu rượu đào rót chén quỳnh tương tình lang ơi hỡi hỏi chàng ở đâu dương châu hai bốn cây cầu cầu nào chẳng có má đào nhởn nhơ vì tiểu bảo đang cao hứng bỗng nghe có người khẽ gõ cửa phòng người gõ cửa gõ ba tiếng trước dừng một chút lại gõ hai tiếng rồi sau cùng gõ ba tiếng nữa chính là ám hiệu của bọn thiên địa hội vì tiểu bảo đứng dậy mở cửa Hai người tía vào là Từ Thiên Xuyên và Mã Ngạn Siêu. Vì Tiểu Bảo Ngó thấy nét mặt nghiêm trọng của họ, biết ngay có điều gì quan hệ, liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Từ Thiên Xuyên đáp: "Bọn thuộc hạ nghe mấy tên ngự tiền thị vệ nói là bọn thị vệ của Bình Tây Vương phủ đang sục tìm một người xứ Mông Cổ, dĩ nhiên chúng tìm kiếm Hãn Thiếp Ma rồi. Nghe giọng lưỡi của bọn chúng thì dường như chúng hoài nghi bọn ta, mà không dám công nhiên tra xét, vì hương chủ tính sao bây giờ?" vì tiểu bảo nói các vị bắt hắn cột lại và giấu dưới gầm giường của tại hạ chắc bọn thủ hạ của ngô tam quế không dám vào phòng tại hạ lục tìm từ thiên xuyên đáp chỉ sợ lúc hương chủ ra ngoài bọn thủ hạ của tên đại hán gian sẽ mượn nguyên nhân nào đó để tiến vào phòng tra xét vì tiểu bảo nói bất luận trường hợp nào cũng không cho bọn chúng tiến vào nếu tình thế găng quá thì chúng ta động thủ chẳng lẽ bọn họ dám hành hung giết người từ thiên xuyên và mã ngạn siêu gật đầu khen phải. Hai người toan lui ra thì tiền lão bản lật đật chạy vào nói. Đại hán gian dường như sắp phóng hỏa. Vì tiểu bảo cùng từ, mã đều cả kinh thất xác. Đồng thanh hỏi, tiền lão huynh bảo sao? Tiền lão bản đáp mấy bữa nay tại hạ tuần tra phía trước phía sau khu an phụ viên để đề phòng đại hán gian có hành động gì khác lạ không? Vừa rồi thấy trong khu rừng mé tây có bóng người nấp nánh thuộc hạ liền lén lút tươi đó xem sao thì ra có mấy chục người ẩn nấp bọn chúng đem theo dầu lửa cùng rất nhiều đồ dẫn hỏa vì tiểu bảo cất tiếng thoá mạ còn mẹ nó đại hán gian lớn mật toan đốt cháy cả công chúa ư tiền lão bản đáp không phải thế đâu bọn chúng nghi ngờ hãn thiếp ma bị ta bắt mà không dám xông vào sục tìm chúng phóng hỏa rồi cho người ngựa tiến vào chữa lửa đó là cách để lục soát vì tiểu bảo gật đầu hỏi phải rồi giống đây là một quỷ kế, ba vị đại ca có cao kiến gì không? Từ thiên xuyên vung tay ra hiệu chém đầu đáp giết người để bịt miệng xong rồi hủy thi diệt tích là xong. Hồi 144, diệu toán còn hơn ra cát lượng. Vì tiểu bảo nghe đến bốn chữ, hủy thi diệt tích, thì nghĩ thầm trong bụng, cái đó ta làm dễ như chơi, chẳng khó khăn gì. Chỉ trong khoảnh khắc là tên rậm dâu xứ Mông Cổ sẽ biến thành một vũng nước vàng nhưng thằng cha đó biết rõ nột tình đại hán gian ngô tam quế câu kết với nước la sát thì cần đưa gã đến bắc kinh cho tiểu hoàng đế thân hành thẩm vấn mới là tuyệt diệu gã nghĩ vậy liền đáp vụ đại hán gian tạo phản chỉ có tên rậm dâu xứ mông cổ này là bằng chứng rất xác thực chúng ta phải nghĩ cách đưa hắn đến bắc kinh khiến cho đại hán gian dù không phải phản thần cũng làm phản ngay tên hãn thiếp ma này còn là môn pháp bảo khiến cho mục vương phủ phải vâng theo mệnh lệnh của thiên địa hội ta việc bức bách ngô tam quế chóng đi vào con đường tạo phản và việc làm cho mộc vương phủ phải quy phục thiên địa hội là một điều mà quần hùng lúc nào cũng mong muốn bây giờ quần hùng nghe vi tiểu bảo nói câu này đều chấn động tâm thần đồng thanh khen phải từ thiên xuyên nói nếu vi hương chủ không thức tỉnh bọn thuộc hạ thì thật là lầm lỡ đại sự trong lòng mọi người càng ngày càng khâm phục gã thiếu niên mồm miệng lém lòng Tiền lão bản nói, công việc trước mắt là phải đối phó ngay với bọn thủ hạ của đại hán gian kẻo chúng hạ thủ phóng hỏa để sấn vào sục tìm. Sau nữa phải nghĩ cách đem tên hãn thiếp ma ra khỏi vùng quản hạt của đại hán gian. Tại quan ải địa đầu hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu cuộc tra xét rất ngắt gao. Việc rời khỏi thành côn minh cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì tiểu bảo cười hỏi, tiền đại ca, ngày trước đại ca dùng con hoa điêu phục linh chư đem người vào hoàng cung bây giờ lại dùng con heo lớn hơn để đem người ra khỏi thành Côn Minh được chăng?" Tiền lão bản cười đáp, "Đem heo ra khỏi thành e rằng không được, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác, đặt hắn vào trong cỗ quan tài giả làm người chết, để khiêng đi là một biện pháp cũ quá rồi, cũng khó lòng che mắt được họ." Vì tiểu bảo cười nói, "Cho hắn giả làm người chết là không hay đâu, phải để hắn sống nhăn răng mới tốt." Tiền lão bản đại ca cạo dâu tên đó đi và dùng mấy thứ thuốc bôi mặt cho hắn để thay đổi tướng mạo. Lại mặc cho hắn bộ mũ áo quan binh của kiêu kỵ doanh. Tại hạ lựa một tiểu đội kiêu kỵ doanh trở về Bắc Kinh nói là công chúa dâng lời thỉnh an lên hoàng thượng, đồng thời tâu về việc lễ thành hôn đã chọn được ngày lành sắp cử hành trình lên Thái Hậu và hoàng thượng. Chúng ta cho tên rậm dâu mà không có dâu vào trong đội ngũ kiêu kỵ doanh thì bọn thuộc hạ của ngô tam quế liệu có dám rúng miệng vào chăng? ba người vỗ tay đều khen là diệu kế vì tiểu bảo đột nhiên hỏi trong thành côn minh có kỹ viện nào không bọn tiền lão bản ba người đưa mắt nhìn nhau tự hỏi phải chăng vi hương chủ muốn đi chơi điếm tiền lão bản cười đáp cái đó dĩ nhiên là có vì tiểu bảo cười hỏi chúng ta mời huyền trinh đạo trưởng đi chơi điếm một phen liệu y có chịu đi không tiền lão bản lắc đầu cười đáp đạo trưởng là người xuất gia chắc y không chịu đi nếu hương chủ muốn đến kỹ viện thì để thuộc hạ phụng bồi cũng được. Vì tiểu bảo cười nói, dĩ nhiên tiền đại ca cũng đi, nhưng huyền trinh đạo trưởng người cao lớn, trong bọn anh em ta đây chỉ có thân hình y là tương xứng với tên rậm râu. Ba người nghe nói mới vỡ lẽ ra vì tiểu bảo muốn dùng huyền trinh đạo nhân giả làm hãn thiếp ma. Mã ngạn siêu cười nói, đây là đại sự của thiên địa hội mà cũng là việc lớn nhà nước thì nhà tu đành phải vâng lệnh đi chơi điếm. Bốn người đều cười ồ, vì tiểu bảo lại nói, các vị đi mời đạo trường đóng bộ áo của tên rậm dâu vào, đồng thời lấy bộ dâu của hãn thiếp ma cạo ra dán vào cầm cho y, ngoài ra các vị phải mặc theo sắc phục bọn gia tướng trong bình Tây Vương Phù. Chúng ta tìm vào một đại kỹ viện uống rượu phá quấy. Sau khi rượu say rồi, anh em quay ra tranh cướp những ả mày ngày rồi xảy ra cuộc ẩu đà. Tiền đại ca vung đao hạ sát đạo trường, tiền lão bản giật mình kinh hãi nhưng rồi lão nghĩ ra ngay đây chỉ là chuyện giả vờ, chứ không phải giết người thật, liền cười đáp. Mưu kế của vi hương chủ thật là tuyệt diệu, huyền trinh đạo trường cùng thuộc hạ lúc đánh ghen phải ô lý ô lố, a ba tư lý, sổ một chàng tiếng mông cổ, nhưng còn phải dự bị một xác chết. Vì tiểu bảo gật đầu nói, đúng thế, các vị ra ngoài kiếm trong thành côn minh lấy một tên thân thể cao lớn mà lại dâu rậm tùy tiện bắt giết đi rồi đem thi thể đến giấu ở gần kỹ viện. Gã dừng lại một chút rồi tiếp sau khi tiền đại ca giết đạo trưởng rồi. Đánh đuổi bọn kỹ nữ ra ngoài để đạo trưởng xoay mình sống lại và đem dâu cùng quần áo mặc vào cho xác chết. Mã ngạn siêu cười nói có điều phải băm nát mặt mũi xác chết mà chỉ để bộ dâu rậm dưới gầm giường cho bọn thuộc hạ ngô tam quế vào tìm lôi ra. Như vậy bọn chúng sẽ đồ rằng hung thủ giết người rồi cố ý làm cho mất chân tướng của kẻ bị nạn vì tiểu bảo đáp mã đại ca suy nghĩ còn thấu đáo hơn cả tại hạ. Vậy chúng ta chuẩn bị đi rồi tìm đến kỹ viện, quần hùng thiên địa hội vâng mệnh đi chơi kỹ viện, vì tiểu bảo ăn cơm tối rồi chờ một lúc nữa mới vào phòng kiến ninh công chúa. Công chúa đang chờ đợi nóng ruột thấy gã vào, lộ vẻ tức giận hỏi, sao đến giờ ngươi mới tới? Vì tiểu bảo làm bộ hàn học nói, lão công công của công chúa kéo ta lại nói chuyện, thốt ra những lời đại nghịch vô đạo ta tranh luận với hắn hàng nửa ngày, nếu không nhớ đến công chúa thì bây giờ hãy còn cãi nhau. Công chúa hỏi, hắn nói thế nào, vì tiểu bảo đáp, hắn bảo hoàng thượng đem lòng nghi ngờ hắn là gian thần, nên hắn rất lấy làm bất mãn. Ta hỏi hắn hoàng thượng có dạ hoài nghi thì sao còn đem công chúa gả cho con lão. Hắn nói, hoàng thượng nhất định chẳng thích gì hắn mà có ý ra hại. Công chúa nổi giận đùng đùng, đập tay xuống bàn quát, lão con rùa nói nhăng nói càn ta phải vặt dâu lão mới được. Ngươi, ngươi đi kêu hắn lại đây cho ta, vì tiểu bảo cũng là mặt giận, cất tiếng thoá mà, tổ bà nó, khi ta nghe hắn nói vậy đã rút đao ra toàn liều mạng với hắn. Ta nói, hoàng thượng thương yêu công chúa vô cùng, công chúa vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, còn lão không xứng đáng với nàng phần nào đâu, gã ngừng lại một chút rồi tiếp ta còn bảo lão, lão lớn mật dám nói những điều như vậy thì công chúa không chịu lấy con lão đâu sáng mai công chúa sẽ về bắc kinh ngay một nhân tài như công chúa thì trong thiên hạ biết bao nhiêu người tranh giành đòi lấy nàng làm vợ ta còn định nói một câu nữa nhưng chưa thốt ra ta muốn bảo thẳng vào mặt lão con rùa vì tiểu bảo này muốn lấy công chúa còn chưa được công chúa nghe nói tới đó mặt mày hớn hở hỏi phải lắm phải lắm sao ngươi không nói cho hắn nghe tiểu bảo sáng mai chúng ta trở về bắc kinh ta sẽ tâu với hoàng đế ca ca nhất định phải lấy ngươi vì tiểu bảo lắc đầu đáp lão con rùa thấy ta nổi giận liền nhũn như con chi chi hắn bảo những câu nói nhăng nói càn vừa rồi chẳng qua là chuyện dỡn cợt xin đừng coi là chuyện thật nhất là đừng để lọt tai công chúa ta bảo hắn vì mỗ dốc dạ trung thành với hoàng thượng cùng công chúa trước nay không dám lừa dối một câu nào công chúa ôm lấy cổ gã khẽ hôn một cái nói ta đã biết ngươi đối với ta cực kỳ trung thực vì tiểu bảo cũng hôn vào má công chúa rồi nói, lão con rùa nghe ta nói vậy sợ quá, còn thiếu quỷ xuống mà lại. Hắn đưa tặng ta hai khẩu súng của người la sát và năn nỉ giấu giếm câu chuyện vừa qua. Gã nói rồi lấy súng ra nồi thuốc, nạp đạn đưa cho công chúa. Công chúa nhằm vườn hoa phát xạ, công chúa nghe súng nổ đánh, đoàn, một tiếng, một cành cây bị gãy, nàng thè lưỡi ra nói, ghê gớm quá, vì tiểu bảo nói, súng này có một đôi. Công chúa lấy một cây, ta dùng một cây. Công chúa thở dài đáp đôi súng này một cây thư một cây hùng để nằm với nhau trong hộp gỗ thân nhiệt vô cùng. Bây giờ phân ra thì chúng phải cô đơn lạnh lẽo. Ta không lấy, để ngươi dùng cả. Nàng nói câu này là nghĩ tới chỉ dụ của hoàng thượng chẳng thể nào canh cải được. Chuyện lấy vì tiểu bảo rốt cục là câu nói bỏ đi. Vì tiểu bảo ôm lấy công chúa vỗ về nàng và nói vào tai chẳng thiếu lời trêu cợt. Công chúa thấy mối tình nồng mặn bất giác hai má đỏ bừng, miệng không ngớt cười khanh khách. Vì tiểu bảo cởi áo xiêm cho nàng rồi lấy tấm chăn gấm trùm lên con người trần như nhụm. Gã tự hỏi sao bọn thủ hạ của tên đại hán gian còn chưa phóng hỏa. Gã ngồi xuống cạnh giường khẽ vuốt ve mặt công chúa, lắng nghe những thanh âm bên ngoài. Công chúa mũi thở khụt khịt, miệng u ớ, ta, ta muốn ngủ thôi. Tài nghe trong vườn hoa trống đã điểm canh một, vi tiểu bảo chờ đợi nóng ruột. Đột nhiên hiệu đồng la nổi lên, phèn phèn, rồi tiếng mười mấy người la lớn, cháy, cháy to rồi, công chúa giật mình kinh hãi ngồi nhỏm dậy ôm lấy cổ vi tiểu bảo, cất giọng run run hỏi, phát hỏa ư, vi tiểu bảo tức giận nói, con mẹ nó, đây nhất định là lão con rùa phóng hỏa, hắn định đốt chết chúng ta để bịt miệng cho khỏi tiết lộ câu chuyện đại nghịch bữa nay. Công chúa lại càng khiếp sợ, miệng lắp bắp thế thì thế thì làm thế nào bây giờ? Vì tiểu bảo đã công chúa đừng sợ, vì tiểu bảo này một lòng son sắt, dốc giả trung trinh. Dù tính mạng tại hạ không còn cũng quyết hy sinh để bảo vệ cho công chúa bình an vô sự. Gã khẽ cửa mình thoát khỏi vòng tay công chúa chụp lấy hộp gỗ đựng súng. Bỗng nghe tiếng người nhộn nhịp cùng tiếng la o om sòm và tiếng gọi nhau ơi ơi, phát hỏa rồi, lấy nước, lấy nước, mau mau đi bảo vệ công chúa. Vì tiểu bảo ra ngoài cửa sổ nhìn thấy trong vườn hoa có mười mấy người hối hả chạy tới. Gã lẩm bẩm bọn thủ hạ của tên đại hán gian sao mà chạy lẹ thế. Té ra chúng đã vào ẩn nấp trong bóng tối khu an phụ viên từ trước rồi, nên vừa nghe tin phát hỏa đã xuất hiện lập tức ở đây. Gã quay vào bảo công chúa, công chúa, lửa cháy chẳng lấy gì làm dữ rồi, công chúa bất tất phải lo sợ, mục đích chính của lão con rùa là bắt giam, công chúa run sợ hỏi, bắt bắt cái gì vì tiểu bảo đã hắn thấy nàng cùng ta thân thiết với nhau sinh lòng ngờ vực mà đến chóc nã gã vừa nói vừa mở cửa phòng ra rồi bảo nàng công chúa cứ đắp chăn nằm yên bất tất phải ngồi dậy ta đứng ở ngoài cửa này hễ thấy lửa cháy gần tới nơi là vào cõng nàng trốn chạy công chúa rất lấy làm cảm kích cất tiếng run run gọi tiểu bảo ngươi ngươi tử tế với ta quá vì tiểu bảo đứng ngoài cửa lớn tiếng la anh em phải bảo vệ công chúa là việc khẩn yếu Gã vừa hô hoán đã thấy bọn vệ sĩ cùng gia tướng ở phủ bình Tây Vương chạy lại hô, thưa vi đô thống, trong vườn phát hỏa rồi. Thế tử thân hành đến bảo vệ công chúa, bỗng thấy góc Tây Bắc có hai hàng đèn lồng dẫn một người tới nơi. Chỉ trong chớp mắt đoàn người đã đến trước mặt, người đi đầu chính là Ngô ứng hùng. Vì tiểu bảo bụng bảo giả chỉ vì muốn sụp tìm tên rậm dâu xứ Mông Cổ mà tiểu hán gian thân hành xuất mã dẫn quân tới như vậy đủ biết chúng coi trọng vọng tên rậm râu kia. Hiển nhiên chúng câu kết với sứ Mông Cổ và nước La Sát để tạo phản không còn nghi ngờ gì nữa. Bỗng nghe ngô ứng hùng từ đằng xa lớn tiếng hỏi, công chúa Điện Hạ có bình yên chăng? Một tên vệ sĩ lớn tiếng đáp, hiện vi đô thống đã ở đây hộ vệ. Ngô ứng hùng nói, thế thì hay lắm, vi đô thống, tiểu đệ cảm kích vô cùng, đô thống đã phải một phen tân khổ. Vì tiểu bảo lẩm bẩm ta tân khổ gì đâu, chẳng lẽ ôm ấp, hôn hết công chúa cũng là chuyện tân khổ. Người cảm kích ta vì chuyện đó ư. Tiếp theo bọn ngự tiền thị vệ cùng tá lãnh ở kiêu kỵ doanh binh do vi tiểu bảo thống lãnh cũng lật đật chạy tới. Những người này đang ngủ trên giường vội nhảy xuống chạy đi ngay không ai kịp mặc áo, đều đi chân không. Có kẻ chưa kịp mặc quần dài, trông rất thảm hại. Chúng nghe tiếng lửa cháy liền nghĩ ngay đến, nếu công chúa bị chết cháy thì tai họa lâm đầu, nên vội vã chạy ngay vì tiểu bảo vừa nói chuyện với ngô ứng hùng vừa ra lệnh cho bọn thị vệ quan binh chia nhau canh gác bốn mặt trương khang niên lại kéo áo gã gã liền lảng ra mấy bước trương khang niên nói thưa vi tổng quản vụ này có điều trá ngụy vì tiểu bảo hỏi sao trương khang niên đáp vừa cảnh giác lửa cháy nô tài liền thấy ra tướng của bình tây vương từ bốn mặt tám phương ảo ạt vượt tường tiến vào hiển nhiên họ đã chuẩn bị từ trước miệng chúng tuy hô cứu hỏa mà lại tiến vào các gian phòng sục tìm. Bọn nô tài quát mắng, ngăn trở cũng bằng vô dụng. Mấy người đã xảy cuộc ẩu đà với chúng, vì tiểu bảo gật đầu nói ngô tam quế nghi ngờ chúng ta đã phá chủ ý của hắn. Tại hạ xem chừng hắn muốn tạo phản, trường khang niên giật mình kinh hãi liếc mắt nhìn ngô ứng hùng khẽ hỏi, thật thế ư, vì tiểu bảo đáp hãy cứ để bọn chúng sục tìm, đừng có ngăn trở rồi chúng ta sẽ hiểu hết nội vụ trương khang niên gật đầu đi ngấm ngầm truyền lệnh cho bọn quan binh từ bắc kinh đưa tới lúc này ở góc tây nam và góc đông nam khu vườn đã thấp thoáng nhìn thấy ánh lửa mười mấy vòi rồng hút nước lên rồi bắn vào không gian nhiều luồng bạch quang thấp thoáng như những cột nước từ dòng suối phun ra vì tiểu bảo quay trở lại bên ngô ứng hùng nói tiểu vương gia thần cơ diệu toán chẳng kém gì ra cát lượng lưu bá ôn thuở trước khiến ai cũng phải khâm phục Ngô ứng hùng ngơ ngác hỏi, phải chăng vì đô thống muốn nói giỡn? Vì tiểu bảo đáp chẳng phải tại hạ nói giỡn đâu. Chắc tiểu vương gia bấm đốt ngón tay tính toán biết là canh hai đêm nay, khu vực An Phủ Viên bị phát hỏa, nên đã chuẩn bị từ trước. Nào ăn mặc chỉnh tề thống lãnh vệ sĩ ra tướng, nào điều động lính cứu hỏa trực S1 phần 2N ở ngoài vườn để chờ phát hỏa là ra lệnh. Lệnh vừa ban ra, hết thảy mọi người tiến hành công cuộc chữa lửa. Ha ha! bản lãnh tiểu vương gia giỏi quá, giỏi quá, ngô ứng hùng đỏ mặt đáp chẳng phải tại hạ đã tiên liệu việc này, mà chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Đêm nay tỷ phu của tại hạ thiết tiệc mời khách, tại hạ đi uống rượu về có đem theo vệ sĩ qua đây thì chúng vào lúc an phụ viên phát hòa. Vì tiểu bảo gật đầu nói, té ra là thế, tại hạ từng được nghe thầy đồ giảng sách nói, ra cát lượng suốt đời làm việc gì cũng thận trọng như vậy tại hạ có bảo tiểu vương gia hay hơn gia cát lượng cũng là đúng lắm tiểu vương gia đến nhà tỷ phu uống rượu đem theo cả đội vòi rồng để phòng ngừa nhà tỷ phu phát hỏa sự thận trọng này rất được việc không có thì lấy gì mà đối phó với hỏa hoạn ở đây ngô ứng hùng biết vi tiểu bảo đã khám phá ra công cuộc bố trí của mình hắn thẹn quá mặt đỏ bừng lên gượng gạo đáp dạo này trời hanh mà thường lộng gió rất dễ phát hỏa tưởng nên cẩn thận một chút là hơn cái đó kêu bằng cần tắc vô ưu vì tiểu bảo nói lần sau tiểu vương gia có đến nhà tỷ phu dự tiệc tưởng nên đem theo đi một toán thợ thuyền gánh gạch ngói cây que đi ngô ứng hùng hỏi đưa thợ thuyền cùng vật liệu đi làm gì vì tiểu bảo đáp vạn nhất không may mà nhà lệnh tỷ phu phát hỏa đội vòi rồng này chỉ phun nước lên trời không chịu chữa lửa thì nhà lệnh tỷ phu tất bị thiêu rụi khi đó tiểu vương gia lập tức hạ lệnh cho thợ thuyền xây dựng lâu đài lại ngay cho lệnh tỷ phu cái đó kêu bằng đã đề phòng thì không còn lo gì nữa. Ngô ứng hùng bật lên mấy tiếng cười khô khan rồi quay lại bảo tên vệ sĩ đứng bên vì đô thống đã điều tra ra đội vòi rồng làm việc bất lực. Người bắt tránh phó đội trưởng chặt chân chúng đi, tên vệ sĩ vâng lệnh đi ngay, vì tiểu bảo hỏi tiểu vương gia. Sau khi tiểu vương gia chặt chân hai tên tránh phó đội vòi rồng rồi thăng cho chúng chức quan gì? Ngô ứng hùng sửng sốt hỏi lại vì đô thống hỏi câu này là nghĩa làm sao? Tại hà không hiểu, xin đô thống nói rõ thêm được chăng? Vì tiểu bảo đáp tại hà cũng không hiểu, nhưng nghĩ rằng, ha ha, tiểu vương gia chỉ xây thêm hai tòa ngục tối và phái hai tên tránh phó đội trưởng bị chặt chân đó giữ chức điển ngục quan. Ngô ứng hùng thay đổi sắc mặt, bụng bảo giả, thằng lòi này quả nhiên lợi hại. Té ra gã đã biết chuyện Dương Nhất Phong trước kia bị mình trừng trị khổ nhục rồi lại cho gã làm điển ngục quan hắn giả vờ không hiểu ý nghĩa liền cười xòa nói vì huynh đệ nói giỡn chơi có duyên quá trách nào đức hoàng thượng chẳng ưa thích huynh đệ trong lòng hắn đã quyết định chủ ý ta quay về phải sai người hạ sát dương nhất phong ngay để không tìm đâu ra được đôi chứng nữa lúc này bọn gia tướng cùng vệ sĩ ở bình tây vương phủ lục tục chạy về báo cáo là thế lửa chưa lan rộng ra được hiện đã dần dần nhỏ đi vì tiểu bảo chú ý nghe những lời báo cáo chưa phát giác ra được ám ngữ gì nhưng thấy ngô ứng hùng mỗi khi nghe người đến báo là mặt hắn lại lộ vẻ không vui hiển nhiên chúng chưa tìm ra được hãn thiếp ma vì tiểu bảo không hiểu chúng dùng ám hiệu gì để báo cáo gã liền chú ý quan sát vẻ mặt của bọn gia tướng mà cũng không nhận ra được điều chi khác lạ bỗng một tên gia tướng chạy đến bầm ngọn lửa đột nhiên biến thành to lớn và cháy lan về phía bên này hay hơn hết là thỉnh giá công chúa rời đi chỗ khác để phòng ngừa ngọn lửa làm kinh động đến công chúa ngô ứng hùng gật đầu vì tiểu bảo đứng bên làm như chẳng để ý gì mà thực ra gã rất lưu tâm đến thần sắc cùng cử chỉ của hai người gã thấy ngô ứng hùng chuyển mục quang nhìn xuống đùi bên phải gia tướng liền đưa mắt ngó theo thì thấy gia tướng co ngón tay cái và ngón tay trỏ thành một vòng tròn đặt ở bên đầu gối vì tiểu bảo chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm té ra hai ngón tay y làm dấu hình vòng tròn là để báo cáo không tìm thấy hãn thiếp ma còn trong lời nói thì chẳng có ám ngữ chi hết lại nghe ngô ứng hùng nói vì đô thống ngọn lửa cháy lan về phía bên này vậy chúng ta thỉnh giá công chúa rời đi để công chúa điện hạ bị một phen kinh hãi là tội đáng muôn thác vì tiểu bảo đã biết bọn gia tướng của bình tây vương phủ tìm khắp nơi chẳng thấy hãn thiếp ma đông trong khu an phủ viên chỉ còn phòng ngủ của công chúa là chúng chưa sục xảo trời không chịu đất đất chẳng chịu trời Chúng định sụp tìm cả phòng ngủ của công chúa khiến cho gã lửa giận bốc lên. Trong lúc nhất thời, Vi Tiểu Bảo lại nổi tính trẻ nít. Gã co ngón cái và ngón trỏ tay mặt lại thành hình vòng tròn đưa qua đưa lại trước mặt Ngô ứng hùng. Ngô ứng hùng thấy ám hiệu bị khám phá thì không khỏi giật mình kinh hãi. Bọn gia tướng thủ hạ hắn cũng sắc mặt tái mét. Ngô ứng hùng run lên hỏi, vi, vi huynh đệ, thế là nghĩa gì? Vì tiểu bảo cười khẩy hỏi lại chẳng lẽ tiểu vương gia không hiểu ký hiệu này thật ư? Ngô ứng hùng cũng là người thông minh cơ biến, định thần đáp ký hiệu này, tiểu đệ hiểu rồi. Đây là dấu hiệu đồng tiền, vì đồ thống muốn nói là phải có tiền mới mời được công chúa. Hồi 145, công chúa diễn kịch rất thần tình. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, tên tiểu hán gia này thật là lanh trí, gã chỉ cười mà không đáp ngô ứng hùng cười nói về việc tiền bạc vi huynh đệ bất tất phải quan tâm chúng ta là chỗ anh em thì dĩ nhiên thương lượng với nhau chẳng khó khăn gì vì tiểu bảo nói tiểu vương gia đã có tấm lòng hào phóng như vậy tiểu tướng xin thay mặt anh em dâng lời cảm tạ gã dừng lại một chút rồi tiếp tiểu vương gia còn việc mời công chúa di giá xin tiểu vương gia tự làm lấy gã cười hì hì nói tiếp hai vị đã là vợ chồng thì muốn thương lượng với nhau thế nào cũng được trong lúc đêm hôm khuya khoát này tiểu tướng không tiện tiến vào phòng của công chúa. Gã nhủ thầm trong bụng, ta để hắn vào coi cho thấy rõ tên mông cổ rậm dâu kia có ở trong phòng này không. Ngô ứng hùng ngần ngừ một chút rồi lầm nhầm gật đầu. Hắn đứng ngoài rèm rõng rạc lên tiếng, khải bẩm công chúa, ngọn lửa đang cháy lan sang phía bên đấy xin công chúa di giá đi chỗ khác an toàn hơn. Sau một lúc mới nghe thanh âm ôn nhu từ trong phòng cất lên hỏi, chuyện gì vậy? Ngô ứng hùng lặp lại câu vừa rồi lần nữa. Công chúa khẽ nói, ngươi vào đây, ngô ứng hùng bụng bảo dạ, tùy ta chưa làm lễ thành hôn với công chúa, nhưng hiển nhiên đã là danh phận phò mã. Bây giờ gặp việc khẩn cấp, ta có vào phòng nàng cũng không phải là vượt lễ. Vụ này mà chẳng tra xét cho ra là không ổn, ngoài ta, còn ai dám tiến vào phòng nàng nữa. Hắn nghĩ vậy liền vén rèm bước vào, vì tiểu bảo cùng hơn trăm tên ngự tiền thị vệ kiêu kỵ danh quan và bọn gia tướng ở bình tây vương phù trầu trực bên ngoài chẳng ai dám lên tiếng sau một lúc lâu thủy trung vẫn không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì mọi người chờ hồi lâu rồi liếc mắt nhìn nhau trên môi thoáng lộ nụ cười bí mật ai nấy đều nghĩ bụng cặp vị hôn phu thê này chưa từng gặp mặt nhau nay bỗng tương hội ở trong khuê phòng chắc là mùi mẫn lắm không hiểu hai người nói những chuyện gì với nhau liệu tiểu vương gia có dám ôm nàng vào lòng hay bồng nàng lên mà hôn không chỉ có vi tiểu bảo trong lòng ngấm ngầm ghen tức nhưng gã cũng biết mục đích của ngô ứng hùng vào phòng là để sục tìm hãn thiếp ma gã cho là lúc này ngô ứng hùng chưa chắc đã dám dở thói lần khân với công chúa đột nhiên công chúa kêu thét lên tên đại đầm vô lễ ngươi không được làm thế bước ra cho mau bọn người bên ngoài nhìn nhau cười khúc khích nghĩ bụng tiểu vương gia không nhịn được nữa đã động thù sờ soạng rồi lại nghe công chúa la làng, người không được, cởi xiêm y ta, cút ngay đi, trời ơi, có ai cứu ta không, tên này trực cưỡng gian, cứu mạng, cứu mạng, mọi người không nhịn được phải phi cười, đều cho là ngô ứng hùng đã nổi lòng hưu giả vượn không nhịn được nữa, đâm ra làm ẩu. Nhưng họ lại nghĩ rằng công chúa dù là vợ hắn xong chưa cử hành hôn lễ, sao hắn lại càn rỡ thế? Mấy tên võ tướng gan dạ hơn dám nổi lên chàng cười sằng sặc. Bọn ngự tiền thị vệ chăm chú ngó vi tiểu bảo, chờ gã đưa mắt ra lệnh để thi hành. Chúng chẳng biết có nên bảo vệ công chúa hay không, chỉ nghĩ thầm trong bụng thằng lòi ngô ứng hùng cưỡng gian công chúa tuy có điều vô lễ, song lại là việc riêng của vợ chồng hắn. Bọn mình là phận nô tài mà can thiệp vào một cách vô ý thức thì chỉ tổ rước lấy tai họa. Vì tiểu bảo chống ngực đánh thình thình tự hỏi tên tiểu hán gian này vốn là con người tinh tế mà sao bữa nay cử động hồ đồ chẳng lẽ, hắn muốn ra hại công chúa? Gã liền lớn tiếng hô, tiểu vương gia, mời tiểu vương gia ra đi, chớ có đắc tội với công chúa. Công chúa lại la hai tiếng, cứu mạng, bỗng nghe, đoàn, một tiếng vang lên, đúng là súng nổ, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, vẫy tay la, xảy ra đại sự mất rồi. Gã rảo bước vào nhà, mấy tên ngự tiền thị vệ và bọn gia tướng cũng vào theo thì thấy công chúa co rúng trong góc phòng, mình quàng chiếc chăn gấm một cái đùi trắng nõn thỏ ra ngoài, hai cánh tay chân. Hiển nhiên toàn thân nàng chẳng mặc xiêm y chi hết, ngô ứng hùng trần chuồng nằm dưới đất không nhúc nhích, dưới mình toàn những máu tươi, trong tay còn cầm khẩu súng, mấy người đứng trước tình trạng này đều kinh hãi đến thộn mặt ra. Bọn gia tướng trong vương phủ không hiểu ngô ứng hùng sống hay chết. Chúng lại sờ mũi còn thấy thở, trái tim còn đập, thì ra hắn mới mất đi. Công chúa vừa khóc vừa la, tên này vô lễ với ta, nó là ai? vì đô thống giết nó đi, vì tiểu bảo đác y là phò mã Ngô ứng hùng, công chúa la lên, không phải đông, không phải đông, nó lột xiêm y ta và tự cởi quần áo mình, nó là tên ác đồ, mau mau giết nó đi. bọn ngự tiền thị vệ thấy vậy thì trong lòng phẫn nộ vô cùng, trung nghĩ thầm, bọn mình vâng lệnh hoàng thượng đi bảo vệ công chúa mà công chúa là ngự muội của đức hoàng thượng nay tấm thân cành vàng lá ngọc của nàng bị thằng lòi ngô ứng hùng làm nhục nhã đến thế là mình không hết phận sự rồi bọn gia tướng trong vương phủ tên nào cũng vẻ mặt ngơ ngác trong lòng hổ thẹn trong bọn này có mấy tên mẫn cán tinh tế bụng bảo giả sự việc đã xảy ra thế này nếu mình tra xét ở trong phòng công chúa tìm được hãn thiếp ma thì còn có thể trả miếng lại công chúa hay ít ra cũng có đường cãi cối chúng liền giả vờ chân tay luống cuống cứu chữa ngô ứng hùng mà thực ra đảo mắt nhìn quanh, chúng ngó cả xuống gầm giường, nhưng làm gì có tông tích hãn thiếp ma. Đột nhiên một tên gia tướng trong vương phủ la lên, hạ, hạ bộ của thế tử, hạ bộ ngô ứng hùng máu chảy đầm đìa, ai cũng nhìn thấy rồi. Ban đầu chúng còn tưởng vì hắn vô lễ với công chúa mà dính máu, bây giờ nghe người kia la hoàng mới nhìn kỹ lại thì thấy máu tươi hãy còn chảy ra không ngớt. Hiển nhiên hắn đã bị thương, bọn gia tướng kinh hãi không bút nào tả xiết, vội lấy thuốc giấu bên mình ra dịt vết thương cho Ngô ứng hùng. Vì tiểu bảo lớn tiếng quát, Ngô ứng hùng dám vô lễ với công chúa là phạm tội đại bất kính. Trước hết phải bắt giam y lại rồi tâu lên thánh thượng trị tội. Bọn ngự tiền thị vệ giả ran chạy lại nắm lấy Ngô ứng hùng. Đám gia tướng trong vương phủ đều đã tay nghe mắt thấy việc ngô ứng hùng xúc phạm công chúa, chẳng còn chối cãi vào đâu được. Chúng nghe vì tiểu bảo quát tháo đều la thầm trong bụng, vụ này thật là hỏng bét không thể vãn hồi được nữa. Chẳng tên nào có ý kháng cử. Một tên gia tướng khom lưng nói, xin vi đô thống rộng ơn cho. Thế tử mình bị trọng thương, bọn nô tài thỉnh cầu đô thống chuẩn cho đưa thế tử về phủ điều trị. Được vậy thì vương gia của bọn nô tài chẳng bao giờ dám quên đại đức. Trăm đường tội lỗi đều ở nơi thế tử, chỉ còn trông vào đại lượng của công chúa và sự che chở của đô thống. Vì tiểu bảo vẻ mặt nghiêm nghị đáp y làm nên đại tội, khi nào bọn ta dám lừa dối hoàng thượng, còn che chở làm sao được. Các người có chuyện gì hãy lui ra cả ngoài kia rồi sẽ nói. Đây là tầm điện của công chúa mà các ngươi kéo vào chật ních thì còn ra thể thống gì nữa. Bọn gia tướng vâng dạ luôn miệng, chúng nâng đỡ ngô ứng hùng đưa ra ngoài phòng. Bọn ngự tiền thị vệ cũng ra theo, trong phòng chỉ còn lại công chúa và vi tiểu bảo hai người. Công chúa mỉm cười nhìn vi tiểu bảo vẫy tay, vi tiểu bảo chạy đến trước giường công chúa giang tay ôm lấy vai gã ghé miệng vào tai nói nhỏ ta đã xẻo cái đó của gã rồi vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi công chúa công chúa bảo sao công chúa hà hơi vào tai gã khẽ cười đáp ta dùng súng bắt hắn đứng yên rồi bức bách hắn phải cởi hết quần áo ra ta dùng báng súng đập mạnh vào đầu một cái cho hắn té xỉu rồi xẻo cái vật khả ố của hắn từ nay trở đi hắn chỉ còn đường làm thái giám chứ không làm chồng ta được nữa vì tiểu bảo vừa kinh hãi lại vừa buồn cười, nói nàng lớn mật làm càn như vậy là gây ra tai vạ không nhỏ đâu. Công chúa cười hỏi làm gì mà gây tai vạ, ta đã nhất tâm nhất trí với ngươi thì dù có lấy hắn cũng chỉ là giả phu thê. Nói rút lại hắn sẽ là con rùa đen để cho ngươi cắm sừng lên đầu. Trong lòng vi tiểu bảo xoay chuyển ý nghĩ rất mau, nhưng vụ này ra ngoài sức tưởng tượng của gã nên gã chưa biết ứng phó bằng cách nào. Công chúa lại hỏi những chuyện cưỡng gian, vô lễ đều là giả tuốt. Nhưng ta gầm thét la làng, các người ở ngoài đều nghe tiếng cả. Phải vậy không? Vì tiểu bảo gật đầu. Công chúa mỉm cười nói tiếp đã thế thì chúng ta còn sợ gì nữa? Dù ngô tam quế có tức giận cũng chỉ tức giận thằng con lão làm điều trái phép. Vì tiểu bảo thở dài nói nếu hắn bị nhát dao của nàng mà chết mất mạng thì làm thế nào? Công chúa đáp xẻo cái đó thì làm sao mà chết được? ở hoàng cung mấy nghìn tên thái giám đều bị xẻo cái đó, có chết tên nào đâu. Vì tiểu bảo nói, được rồi, nhưng nàng phải nói một mực là hắn định cưỡng gian, tay cầm đao để bức bách. Nàng liều chết kháng cự vươn tay đẩy hắn ra, người hắn đã trần chuồng, tay hắn lại cầm đao, vì sự rằng co mà tay đao của hắn tự cắt cái đó đứt đi. Công chúa vùi đầu vào trong chăn cười hích hích khẽ nói, phải rồi, ta sẽ nói thế, chính hắn tự cắt của hắn vì tiểu bảo trở ra ngoài phòng đem chuyện ngô ứng hùng cầm đao cưỡng bách bị công chúa hết sức kháng cự trong lúc giằng co ngô ứng hùng đã tự cắt phải dương vật của mình khẽ kể lại cho bọn thị vệ nghe mọi người vừa kinh hãi vừa bật cười chúng còn cho là ngô ứng hùng lớn mật tài trời nên gặp phải sự báo ứng nhãn tiền trong an phụ viên xây cuộc đại biến rồi những gia tướng ở vương phủ lập tức dập tắt ngọn lửa một mặt trung báo tin cho ngô tam quế một mặt mời y sinh đến trị thương cho ngô ứng hùng bọn ngự tiền thị vệ được vi tiểu bảo cho hay ngô ứng hùng bị thương trong trường hợp nào liền đồn đại ra ngoài cả gia tướng trong vương phủ cũng trúng khẩu đồng từ đều nói là biến cố xảy ra vì thế tử đã vô lễ với công chúa mọi người thuật chuyện còn thêm mắm thêm muối vào cho có vẻ ly kỳ người thì kể thế tử đã cưỡng bức lột quần áo công chúa như thế nào kẻ thì tả tình hình công chúa hết sức kháng cự ra sao La làng kêu cứu thế nào? Còn có người mô tả cử động của thế tử lúc nổ súng để uy hiếp công chúa. Họ bịa ra những câu sống động, thế tử đã dùng sức mạnh đè cổ công chúa thế nào? Công chúa rằng co đưa đầy ra sao, rồi đụng vào tay thế tử khiến lưỡi dao lướt qua, đưa đến chỗ xẻo đứt hạ bộ. Họ nói một cách giành mạch tựa hồ chính mắt mình trông thấy. Bọn người thuật chuyện thi nhau mà nói, nói đến miệng phun bọt rãi bắn tứ tung người nghe đều trợn mắt há miệng gật đầu không ngớt sau chừng nửa giờ ngô tam quế được tin cấp báo hốt hoảng lên ngựa chạy đến an phụ viên lão quỳ xuống ngoài phòng công chúa dập đầu tạ tội lão thở hồng hộc miệng không ngớt hô lão phu tội đáng muôn thác tội đáng muôn thác vì tiểu bảo đứng bên nói xin vương gia hãy đứng dậy để tiểu tướng vào nghe ngóng xem giọng lưỡi của công chúa ra sao ngô tam quế móc trong bọc ra một nắm ngọc phỉ thúy nhét vào tay vi tiểu bảo khẽ nói vi huynh đệ tiểu vương hối hả chạy tới đây không kịp lấy ngân phiếu chút ít châu báu này nhờ huynh đệ phân chia để thưởng cho anh em thị về vi huynh đệ đến trước mặt công chúa xin đỡ lời nói giúp tiểu vương vi tiểu bảo nhét châu báu vào tay ngô tam quế để trả lại rồi đáp vương gia hãy bình tĩnh tiểu tướng làm được tới đâu nhất định hết sức làm cho tới đó tạm thời chưa dám nhận lãnh đồ ban thường của vương gia vì vụ này trọng đại quá, tiểu tướng chưa hiểu ý công chúa ra sao. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp, hỡi ơi, công chúa đây tính khí cao ngạo lắm mà lại là người trung trinh cương liệt. Nàng được cưng chiều rất mực trong các vị hoàng hoa khuê nữ. Cả Thái Hậu và Hoàng thượng cũng phải nhường nhịn nàng mấy phần. Thế tử thực là, thực là lớn mật thái quá. Ngô Tam Quế đáp giả giả, đúng thế, vì huynh đệ ở trước mặt công chúa dáng che chở dùm tiểu vương khẩn khoản ủy thác và hy vọng huynh đệ bao hàm cho vì tiểu bảo gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng gã tiến lại gần cửa phòng công chúa dõng giặc hô khải bẩm công chúa bình tây vương gia thân hành đến tạ tội xin công chúa nghĩ tới vương gia là bậc lão thần có đại công với quốc gia mà phát lạc một cách khoan hồng ngô tam quế khẽ nói đúng thế đúng thế nô tài là kẻ lão thần có công xin công chúa mở lượng khoan hồng phát lạc sau một lúc lâu, trong phòng công chúa vẫn yên lặng như tờ, không một tiếng động. Vì tiểu bảo lại hô một lần nữa, bỗng nghe đánh, binh, một tiếng, tựa hồ ghế đổ xuống đất. Vì tiểu bảo và ngô tam quế ngơ ngác nhìn nhau đầy vẻ kinh nghi. Lại nghe tiếng công nữ hốt hoảng la gọi, công chúa, công chúa, xin công chúa chớ liều mạng. Ngô Tam Quế sợ xanh mặt bụng bảo giả nếu công chúa tự tử thì dù hiện giờ chưa chuẩn bị xong cũng đành phải lập tức khởi binh cử sự vì tội bức tử công chúa ta chẳng thể nào gánh nổi. Lại nghe trong phòng có tiếng công nữ khóc vang lên, một tên công nữ hốt hoảng chạy ra vừa khóc vừa la vì vì đô thống công công chúa điện hạ treo cổ lên xà nhà tự tử, đô thống hãy mau mau vào cứu cứu cấp. Vì tiểu bảo ngần ngừ đáp bọn nô tài xông vào phòng công chúa làm sao cho tiện. Ngô Tam Quế khẽ đẩy lưng gã trước việc cấp bách ta phải tòng quyền. Giải cứu công chúa là điều khẩn yếu hơn hết. Lão quay ra bảo ra tướng, mau ra kêu đại phu. Kêu đại phu cho mong, lão lại đẩy vi tiểu bảo. Gã rảo bước vào phòng, thấy công chúa nằm sóng sượt trên giường. bảy Thám cung nữ đứng xung quanh khóc ròng. Vì tiểu bảo nói, ta có thể dùng nội công cứu công chúa hồi tỉnh. Bọn công nữ tránh ra một bên để nhường lối. Công chúa hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nơi cổ in vết dây đỏ hồng. Trên xà nhà đeo toàn ten một khúc dây đứt, còn nửa khúc rớt xuống bên giường. Một cái ghế đổ cành dưới đất. Vì tiểu bảo cười thầm nghĩ bụng, màn kịch đóng hay quá. Gã chạy lại bên giường đưa ngón tay chí mạnh vào môi nàng một cái công chúa u ớ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra nàng thều thào nói ta ta không muốn sống nữa vì tiểu bảo năn nỉ thưa công chúa công chúa tấm thân đáng giá vạn kim không thể hủy hoại trong nhất đáng xin bỏ hết mọi điều tức giận hiện bình tây vương đang ở ngoài phòng dập đầu thỉnh tội công chúa vừa khóc vừa nói ngươi ngươi bảo hắn phải mau mau giết thằng giặc đốn mạt đó đi vì tiểu bảo xoay lưng lại che mắt bọn công nữ rồi luồn tay vào trong chăn bẹo sau lưng nàng một cái. Công chúa suýt phì cười, nhưng phải gắng gượng nín nhịn. Nàng thỏ móng tay bấm vào mưa u bàn tay vi tiểu bảo một cái thật mạnh. Đoạn nàng lại bật tiếng khóc, thét lên ta không muốn sống nữa. Từ nay, ta còn làm người thế nào được? Ngô Tam Quế đứng ngoài phòng vẳng nghe tiếng công chúa khóc lóc biết là nàng tự sát nhưng chưa chết, mới yên tâm được một phần miệng lão thở phào một cái như để chốt mối lo âu. Lão nghe nàng nói câu, từ nay ta còn làm người thế nào được, thì không khỏi nghĩ bụng, vụ này không thể trách y được. Hai đứa con nít gây gổ động đau thương thì chớ, lại còn xảy chuyện bị thương. Lưỡi đào oan nghiệt cắt vào đâu chẳng cắt, lại xẻo chúng chỗ đó thì thật là số phận hầm hiu. Sau này ứng hùng có chữa khỏi thương, công chúa cũng phải chịu một đời hóa bùa. Bây giờ đành phải hết sức che giấu vụ này, Đừng để đồn đại ra ngoài. Lát sau Vi tiểu bảo ở trong phòng đi ra, gã không ngớt lắc đầu quẩy quẩy. Ngô Tam Quế vội bước tới hỏi, "Công chúa bảo sao? Vi tiểu bảo đã đã cứu tỉnh y rồi, nhưng tính nết y rất cương cường, y bảo nhất định không ai khuyên can được, thế nào rồi cũng tự tử." Tiểu tướng đã dặn bọn cung nữ phải trầu trực luôn bên mình công chúa, chớ có lúc nào rời xa nửa bước. Gã dừng lại một chút rồi tiếp, "Thưa vương gia, tiểu tướng còn lo nàng uống thuốc độc, ngô tam quế biến sắc gật đầu đáp, đúng thế, đúng thế, cái đó phải lưu tâm đề phòng mới được, vì tiểu bảo khẽ đáp, thưa vương gia, vạn nhất mà có chuyện gì xảy đến công chúa thì tiểu tướng là kẻ phụng chỉ bảo vệ nàng, tất không bảo toàn được cái mạng nhỏ xíu. Khi đó xin vương gia thu xếp giúp tiểu tướng bước đường về sau. Ngô Tam Quế run lên hỏi, bước đường về sau là bước đường gì? Vì tiểu bảo đáp hiện giờ chưa thể nói được tiểu tướng chỉ mong công chúa vô sự, hết thảy mọi người đều bình yên. Có điều tính mạng là ở nơi nàng, nếu nàng nhất định tự tuyệt thì có coi chừng để ngăn cản cũng chỉ được trong ba, bốn ngày đầu, chứ ai biết đâu mà coi chừng hàng tháng. Lòng riêng của tiểu tướng là mong sao công chúa chóng hoàn hôn để về vương phù. Có thế tiểu tướng mới chút được phần nửa trách nhiệm. Ngô Tam Quế mừng thầm thùng thẳng nói nếu vậy chúng ta mau mau tổ chức hỷ sự để hoàn hôn thằng con nít náo loạn gây tai vả mà được vi huynh đệ hết sức cứu vãn. Tiểu vương rất lấy làm cảm kích, quyết chẳng để vi huynh đệ gánh nặng mãi, nhưng chưa hiểu công chúa, có ưng chịu chăng. Lão nghĩ bụng thằng con mình đã thành phế nhân, chỉ còn mong ở chỗ công chúa nhỏ tuổi chưa hiểu gì đến chuyện nam nữ. Nhát đao vừa qua có khi y chưa biết đã cắt vào chỗ nào, mà chịu hồ đồ làm lễ thành hôn là ván đã đóng thuyền, sau này còn nói gì được nữa không chừng y còn tưởng bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ đều thế cả. Vì tiểu bảo ghé vào tai lão nói thầm, công chúa còn nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời, dù nàng có hiểu nhưng địa vị tôn quý, cũng không tiện nói ra miệng. Ngô Tam Quế cả mừng, lẩm bẩm kiến thức của những bậc anh hùng đều tương tự như nhau. Nhưng rồi lão lại mắng thầm, còn mẹ nó, thằng lòi này đâu phải là anh hùng mà coi gã ngang hàng với ta được ngoài miệng lão đáp, dạ dạ, vậy chúng ta cứ làm chẳng phải chúng ta lớn mật dám dâu diếm hoàng thượng nhưng đức vạn tuế nhất nhật vạn cơ lo toan quốc sự cực kỳ mệt nhọc chúng ta là kẻ nô tài hết dạ trung quân không nên đưa những chuyện dườm dạc vào tay hoàng thượng thái hậu và hoàng thượng hết lòng hết dạ thương yêu công chúa mà nghe thấy chuyện này tất phải phiền lòng vì huynh đệ ơi yếu quyết của bọn quan liêu chúng ta là chỉ tâu lên những việc vui mừng chớ đừng báo cáo những điều phiền não vì tiểu bảo vỗ ngực gõ đầu khẳng khái đáp từ nay trở đi tiểu tướng hoàn toàn trông cậy vào sự tài bồi của vương gia việc này tiểu tướng dĩ nhiên phải hy sinh thân mình để lo liệu cho xong những điều vương gia dặn bảo ngô tam quế luôn miệng tạ ơn vì tiểu bảo lại nói có điều việc xảy ra đêm nay rất nhiều người chứng kiến nếu ai tiết lộ ra ngoài không phải trách nhiệm nơi tiểu tướng ngô tam quế đáp cái đó đã hẳn lão đã vận trù kế hoạch trong lòng điểm một toán binh mã giả làm quân cường đạo đến mai phục trước địa giới tỉnh Quảng Tây, chờ bọn vi tiểu bảo trở về kinh là đón đường giết hết. Quảng Tây là địa hạt của Tôn Diên Linh, vợ Tôn Diên Linh là Khổng Tú Trinh, con gái của định Nam Vương Khổng Hữu Đức. Thái Hậu đã thu nạp Khổng Tú Trinh làm con nuôi và phong làm hòa thạc cách cách. Nàng được triều đình rất sủng ái, tình thế biên cảnh không yên, đạo tặc hoành hành bắt giết mệnh quan thì tội ấy đã có Khổng Tú Trinh gánh vác vì tiểu bảo tuy là đứa nhỏ thông minh cơ biến nhưng vẫn thua ngô tam quế lão mưu thâm toán gã thấy lão vẻ mặt trầm tư chỉ cho là lão lo vụ này bị tiết lộ ra ngoài gã liền cười nói vương gia cứ yên lòng tiểu tướng xin hết sức ước thúc bọn thuộc hạ bắt chúng bưng kín miệng mình không được bạ đâu nói đấy